đàn ông điềm tĩnh, chững chạc. Tại em là năng động rồi á, nên em không cần người ta phải năng động. Em sẽ tự làm cho cuộc sống sôi động lên. Hay quá. Hưởng thụ. Hưởng thụ thôi. Em cũng thích chơi thể thao. Em có chơi cầu lông, lâu lâu thì cũng có chơi đá banh. Còn điểm yếu thì đôi khi thường nóng tính trong công việc. Mình có làm sếp không? Em nóng bản thân của em. À, dạ. Mình nóng quá mình làm gì với bản thân mình? Em hay thường vùi đầu bứt tóc mình. Ê, nhà gái. Chào em. Dạ. Trời xinh xắn quá. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào em. Chị Ngọc Lan. Chào và em. Chào tất cả các quý vị trong trường quay ạ. Dạ em tên là Thùy Minh. Năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên pháp lý tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em sinh sống và làm việc ở quận 4. Hiện tại thì em sống có một mình thôi. Em sống với con mèo. Quê của em là ở đâu? Dạ em ở Thừa Thiên Huế. À Huế sao nói tiếng Nam rặt quá vậy? Tại em sinh trong này á anh. À sinh trong đây đúng không? Quê gốc là Huế thôi. Huế mình còn ai ngoài đó không? À, dạ ở nhà thì em còn có ba mẹ sống cùng với gia đình của anh trai. Những anh còn lại thì vào đây sống ở trong Nam ạ. À tức là ba mẹ vẫn ở ngoài Huế ha? Dạ đúng rồi. Rồi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Rồi chào em. Em tên là Trần Lên Duy, năm nay 27 tuổi và hiện tại em đang làm kỹ sư phần mềm tại Tân Bình. Thì em đang sinh sống tại quận Gò Vấp ạ. Mình ở Gò Vấp với ai? Dạ em ở Gò Vấp với cô. Ở nhà cô hả? Dạ. À còn ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ thì ở Bình Thuận ạ. Bình Thuận. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là năng động. Em thích thể thao và thích tham gia những hoạt động mà mang tính đồng đội. Ví dụ như là đá banh. Trời ơi. Không, bình thường đá banh đó là em chỉ đi coi đá banh thôi. Còn tại không có ai rủ em đi hết. Ngoài ra thì em thích sống một cách healthy. Sống kiểu dưỡng sinh, dậy sớm rồi cho mèo ăn, nấu đồ ăn cho mèo. Tối là đi ngủ sớm, ăn chay mỗi tuần là hai lần. Ừ, dùng sống rất là lành mạnh. Dạ, sống kiểu dưỡng sinh đó chị. Không rượu bia. Lâu lâu ai rủ thì đi. Lâu lâu ai rủ thì đi. Rủ thì là em đi, nhiệt tình. Cô gái bên kia rất là năng động luôn. Hay rất lắm đó. Rất là hiện đại luôn nha. Mời em trai. Em là người rất là dễ hòa đồng với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao. Em có chơi cầu lông, lâu lâu thì cũng có chơi đá banh. Còn điểm yếu thì đôi khi hay thường nóng tính trong công việc. Mình có làm sếp không? Em nóng bản thân của em. À, dạ. Chứ tưởng là làm sếp mà nóng công việc là lính mệt lắm á. Dạ. Nóng với bản thân mình, nóng quá mình làm gì với bản thân mình? Em hay thường vùi đầu bứt tóc mình. Trời em, sao em nóng mà em hành hạ thân xác mình quá vậy cưng? Cạo đầu như anh Linh nè, nóng thì coi như cào cấu tóc này kia được. Thôi nói chung là không ảnh hưởng hai cũng được, không sao cả. Đường tình duyên nhà gái thế nào? Em chỉ có một mối tình cho đến bây giờ thôi. Thì hồi đó là còn là sinh viên á. Trời dễ thương quá. Sinh viên yêu được bao nhiêu năm? Dạ em quen có mấy tháng rồi. Dạ em quen có mấy tháng rồi. Em thích bạn đó trước. Bạn đó là lúc đó đã là công thành danh tội rồi. Nên là cái khoảng cách nó cũng lớn á, là không có được lâu dài. Có mối tình đó thôi hả cưng? Dạ, có còn vậy thôi á, mà hết nửa trái tim rồi đó. Hết nửa trái tim rồi đó. Trời đất ơi, yêu có chút xíu giờ mà yêu dữ lắm à. Yêu hết lòng. Yêu dữ dội luôn. Cả trái tim. Trời ơi, thấy thương không? Từ cái việc tình cảm đó thì em cũng có kinh nghiệm cho mình. Yêu thì kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Em ơi, dạ. Không kiềm chế được đâu em ơi. Em đã rơi vào lưới tình rồi. Không có thoát ra được. Kiềm chế ước muốn bản thân hả? Cô bé ở đây rất là hay đó nha. Dễ thương. Để chị Ngọc Lan đưa em vào đời. Đưa em vào đời chị. Tình duyên sao nói cho chị Lan chào nghe em. Đi. Trước giờ thì em có một mối tình chính thức. Cũng quen được đâu đó khoảng 3 năm hơn à. Dạ. Người dài à. Dạ. Rồi sao xa nhau? Thứ nhất là do là cái lúc đó thì em vẫn còn đang là sinh viên. Nên là về vấn đề tài chính vẫn chưa có được đủ để mà lo cho bạn nữ. Với lại một phần nữa là do cái lúc đó em còn trẻ, có những cái quyết định và những cái hành động nó còn hơi trẻ trâu. Thôi nhận ra khuyết điểm trong tình yêu vậy là tốt rồi. Nhận ra để mình thay đổi.
Đường tình duyên hai bạn cũng chưa có gì hết. Bây giờ mình đi đến mối tình này cho nó chắc ăn nè. Nửa cái trái tim còn lại là mong muốn có người yêu như thế nào? Trái tim bây giờ là nó nguyên vẹn lại rồi chị. Lành rồi ha. Rồi vậy thì một cái trái tim nguyên vẹn với một cái mong muốn người đàn ông sắp tới của mình sẽ là như thế nào? Em thì em sẽ thích cái người đàn ông điềm tĩnh, chững chạc. Tại em là năng động rồi á, nên em không cần người ta phải năng động. Em sẽ tự làm cho cuộc sống sôi động lên. Hay quá. Hưởng thụ thôi. Hưởng thụ thôi. Quá hay. Mình tự mình làm chứ mình phải chi chờ người khác, phụ thuộc người khác đúng không? Đúng. Đây là một cái suy nghĩ rất là tích cực luôn. Rồi vỗ tay. Vỗ tay. Anh trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là em thích một người phụ nữ hiện đại, có thể tự chăm sóc được cho bản thân của bên đó. Dạ, em cũng không thích bạn gái cứ suốt ngày ở nhà nội trợ. Tại vì những cái công việc đó thì bản thân em vẫn thể làm được. Trước thì em cũng có ở một mình, là từ chuyện nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tất cả cái việc trong gia đình thì em đều thể làm được hết. Những người nội trợ đó họ giỏi vô cùng luôn, họ quán xuyến đủ thứ. Nhưng vấn đề là bây giờ người phụ nữ hiện đại cũng không nên vào bếp nhiều quá, còn phải ra xã hội mình giao tiếp để mình làm nhiều công việc xã hội nữa. Vào bếp thì lúc nào ai rảnh làm cũng được. Hai bạn này á, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng mà suy nghĩ rất là có chiều sâu, giống như bạn gái bên kia kìa. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À đi với mẹ hả? À. Dạ con chào cô ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào tất cả các anh chị em trong trường quay. Tôi là mẹ của anh Duy, đến từ Bình Thuận. Mình thấy con dâu tương lai bên kia mình ưng ý không? Rất là ưng ý. Theo ý kiến riêng của tôi thì hai đứa có lẽ rất hợp nhau. Nhưng mà thí dụ giờ Duy lấy vợ đi thì cô thấy chừng nào mới lấy được? Hai bên đồng ý thì có thể tuần sau luôn cũng được. Có thể tuần sau luôn cũng được. Thôi. Nhưng có phải làm dâu không cô? Tôi đến đây vì một cái mong ước là con trai mình có vợ và tôi có được một đứa con dâu. Cho nên là hoàn toàn nhờ vào chương trình giúp cho tôi điều đó. Có một cái hợp là tôi cũng sinh ra ở Huế. Dạ. Hay quá, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, nhà gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị ruột của em. Dạ, em chào anh Huyền Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em là chị cũng như là bạn của Thùy Minh. Em cũng cảm nhận là bạn nam bên đây thì cũng rất là hợp với Minh. Thì Minh là một người như anh chị cũng nói là rất là hiện đại. Tuy nhiên thì cũng là công dung ngôn hạnh đủ đầy. Đối với bạn nam thì em cảm thấy bạn nam chắc có lẽ là hơi trầm một xíu. Nhưng mà đi với Minh thì chắc sẽ rất là hợp. Tại vì Minh luôn có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và cái mối quan hệ của hai bạn này nếu mà cho nhau một cơ hội để dắt tay nhau ra về ngày hôm nay thì em nghĩ sẽ rất là thú vị ạ. Cảm ơn em. Bạn mình hôm nay ngồi đây rồi mình có người yêu chưa? Dạ để mình trước chứ em cũng chưa có người yêu. Cũng hot girl chưa có người yêu đó. Bây giờ thì mở rào. Nào cố gắng lên chàng trai. Không gian này là của bạn đó. Mạnh mẽ lên. Bước tới. Anh có món quà muốn tặng. Cảm ơn anh. Dạ em cũng tặng anh một món quà. Anh dạ rồi. Mình mở quà ra không? Em mời anh mở dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Dạ cái này là một cái khăn. Dạ một cái khăn tắm với lại là một cái cốc nước. Thì em cũng suy nghĩ cũng khá là lâu. Nhưng mà em quyết định là chọn cái khăn tắm. Tại vì nó gần gũi với bản thân của mình. Hy vọng là anh nhận được món quà sẽ trân quý và chăm sóc tốt sức khỏe của mình. À rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Rồi về chỗ đi các bạn. Ngày xưa yêu nhau ta hay tặng cái khăn mùi xoa đó ha. Đây lần đầu tiên tôi thấy yêu nhau tặng cái khăn tắm. Cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta gặp nhau đấy. Em có cảm nhận gì về anh không? Anh có run không? Cũng hơi hơi. Em thấy là anh hơi run quá nên là anh nói hơi bé. À đúng rồi. Em thấy anh thì nhìn đàng hoàng, nhìn chững chạc. Hồi nãy á, em không có được hỏi về yếu điểm. Em cũng muốn chia sẻ một chút ạ. Dạ yếu điểm của em là em rất là bay bổng và rất là thích tham gia những cái hoạt động bên ngoài. Trong tuần thì em sẽ thường đi làm và đi học. Chỉ có thời gian vào cuối tuần thôi. Đôi khi là cuối tuần là em còn tham gia các sự kiện ở trường, đi làm tình nguyện nữa. Thì không biết là
nếu như mà em có công việc bận rộn như vậy thì anh có thông cảm được cho em hay không? Công việc mà nên mình phải ưu tiên hơn, nên là anh không có cái vấn đề gì. Tại vì anh quan điểm bảo vệ là anh thông cảm cho em thì chắc chắn là em cũng sẽ thông cảm nếu như mà anh có một cái công việc đó mà anh cần phải giải quyết liền. Em có biết nhậu không? Điểm yếu của em là em không biết nhậu nhưng mà em biết la. Cái tử lượng của em rất là kém, nhưng mà thông thường thì em sẽ nhiệt tình á, kiểu em sẽ hòa đồng, em sẽ nói vô này kia. Thí dụ như là 1, 2, 3 vô hả? Dạ như vậy, nhưng mà thiệt ra là mình không có biết uống, mình uống rất là kém. Anh không có hay thường nhậu nhiều, anh cũng biết uống, nhưng mà anh không có kiểu uống hoài. Khi nào có những cái sự kiện đặc biệt á thì anh mới uống, còn không mà bạn bè rồi quá thì anh chắc chắn anh sẽ từ chối. Mà nếu như mà có bạn gái mà biết nhậu ở nhà thì có thể mình nhâm nhi chút xíu thì cũng vui. Chúng ta hãy nói về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi đứa để em có thể hiểu nhau hơn. Để em nói trước đi, nhà anh có đông anh em không? Nhà anh thì hiện tại có một chị thôi. Nếu như vậy thì là tiến đến hôn nhân thì là sẽ về Bình Thuận đúng không ạ? Anh cũng mong muốn về Bình Thuận á, do là cái công việc của anh thì nó không có bắt là phải lên văn phòng thường xuyên. Nhưng mà cái đó chỉ là mong muốn khi mà lúc mà anh đang độc thân thôi. Còn khi mà có bạn gái hoặc là tính tới chuyện xa hơn thì anh sẽ hỏi ý kiến của bạn gái, xong rồi mình sẽ tính toán xong. Em thích ở Hồ Chí Minh, mà tức là thời điểm về hiện tại là như vậy, tại vì tuổi trẻ mình còn dài, nhiều khi trong tương lai thì mình cũng sẽ có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh riêng. Nhưng mà một cái là về cái mặt làm dâu á thì em không có ngại. Thật ra em không có ngại làm dâu, tại vì ở nhà em thì em cũng thấy như vậy. Nếu như mà làm dâu á thì em lại để ý được là mình sẽ được người lớn hướng dẫn và chỉ bảo trong cái thời gian đầu, thì em cũng thấy cái việc này nó rất là hay, thì em lại rất là tích cực trong cái việc đó, chứ không phải là nghĩ là làm dâu thì sẽ bị cái này bị cái kia. Dạ, nói chung là em lạc quan. Cô gái rất hay nha, còn trẻ nhưng cổ suy nghĩ rất là hay luôn đó. Tại ở nhà em là em cũng thấy như vậy, các chị thì làm dâu thì rất là thân với em, hay cho tiền vui lắm, nói chung là vui lắm. Dạ, bảo đảm mẹ chồng khoái liền luôn. Mẹ anh rất là thương con dâu. Ủa, có rồi hả anh? Không, ý là lúc nào cũng hối. Mẹ anh nói là không có phải là cưới về làm dâu, mà là cưới về để mẹ có thêm một người con nữa, để vui nhà vui cửa. Em vui lắm. Anh nói là em vui hơn. Tiền bạc sao? Vợ giữ hay chồng giữ? Nói cho nhau nghe đi. Em là một người phụ nữ rất là thông minh, nên là anh nghĩ là cái vấn đề tài chính thì giao cho em, thì anh nghĩ là sẽ ổn hơn anh. Sao anh tin tưởng em quá vậy? Thì cái đó là cái cảm nhận ban đầu của anh là như vậy. Dạ. Mới cảm nhận thôi, về nó tính khác đó. Em thì về cái mặt tài chính thì em cũng không có kinh nghiệm, mà theo em thì em cũng không có muốn là mình giữ hết tiền đâu. Anh đi ra ngoài thì anh cũng sẽ cần có cái khoản chi của anh, mời bạn bè. Ngay cả trong văn phòng của em cũng vậy, bình thường là đi làm là phải thủ 1 triệu á, chứ còn mà không là bất an lắm. Nên là em cũng sẽ cho anh 1 triệu. Em sẽ 1 triệu một ngày hả? 1 triệu một ngày hả? Dạ đúng rồi chị. Ở văn phòng em là lúc nào cũng lỡ mà cá độ mà thua một cái là 1 triệu luôn đó. Trời ơi. Nhưng mà nói cái này thôi, đừng có lên nha, mất công sếp em nghe. Có, sếp cũng sẽ nghe đó. Vậy là yên tâm đi, nữa có vợ, vợ sẽ cho 1 triệu để có gì cá độ trong văn phòng thôi. Cá chè, chè cháo rồi ăn uống thì thôi. Xù xì thua là bao trà sữa đó. Đó, trà sữa đó. Cô gái này tính cách rất là hay luôn, bằng mọi cách nha, chinh phục cô gái này. Đó, bây giờ đây, vậy đây. Mẹ nói tuần là chơi luôn đó. Hai đứa sao á, tính hai đứa nhìn nhau rồi nhìn thẳng mắt nhau hát cái bài nào đó, tình gì đó tặng cô gái ấy. Anh hát không được hay lắm nên có gì em chịu không? Dạ. Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, và anh sẽ chờ và anh sẽ đợi, dù cho gió mưa giăng kín lối ra không tìm được thấy đường. Anh rung quá. Thật
Không sao mà em đây rồi. Anh ơi, buồn thì cứ khóc, bao lâu anh đã cố mạnh mẽ rồi. Thôi nhưng mà anh đừng khóc thiệt nha. Rồi. Anh nghĩ thì gặp nhau đây cũng là cũng đã làm cái duyên rồi. Thì anh mong sẽ cho nhau một cơ hội để mà mình có thể tìm hiểu và mình có thể tiến xa hơn trong tương lai. Cảm ơn anh. Rồi, về ghế ngồi các bạn. Những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau chúng ta cũng đã biết hết rồi, cũng đã hiểu hết rồi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3. Bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò nhau, nắm tay nhau đi nào. Đây là cô gái. Rồi, xin phép mẹ đi, nói mẹ đi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Tuần nè con, tuần. Nói với cô vài câu đi. Con chào cô. Con rất là vui khi mà hôm nay được đến và gặp cô và gặp anh ạ. Hy vọng là trong tương lai là tụi con sẽ có thể tiến xa hơn. Và hy vọng là cô sẽ giúp đỡ cho con nhiều hơn ạ. Thủ tục đầu tiên. Dạ. Không má. Sao mà anh thích hai em vô cùng luôn á. Thật, chúc hai em thật là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Đây là phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ENC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hẹn giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Split Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, hạnh chúc phúc mừng nha. Em. Dạ, em cảm ơn nha. Cảm ơn anh chị ạ. À, cặp đôi đầu tiên họ rất là dễ thương quý vị. Hy vọng rằng hai em sẽ sớm tìm hiểu nhau để đưa ra một quyết định chính xác và càng sớm càng tốt, bởi vì những bậc cha mẹ nôn lắm rồi quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Chính thức thì chỉ có thật sự thì là có một thôi. Thì em quen cũng trong chỗ làm. Rồi sau đó anh ấy ra ngoài đó, thì như anh có mối quan hệ khác, thì em phát hiện thì thôi em chia tay. Rồi từ đó làm sao thì giống như cũng có gặp vài người, nhưng ý là chỉ dừng ở chỗ tìm hiểu. Em thì cũng trải qua được hai mối tình, cũng có định xác định tới đó với nhau. Nhưng cũng như một cái giai đoạn cuối thì em phát hiện là bạn đó có một cái mối quan hệ khác. Tình yêu mà đưa vô giai đoạn cuối. Là hết cú. Là hết cú. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. À, bây giờ hai em có mặt trên sân khấu rồi, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận từ giọng nói đầu tiên mình đoán, rồi mình tính toán coi sao mình nói cái gì ha. Rồi chút xíu mình sẽ gặp mặt nhau. Mời em trai. Thì đầu tiên em xin phép được chào MC Quyền Linh cùng với MC Nhật Lan. Và xin phép được chào bên gia đình nhà gái và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin được
Chào bạn gái bên kia, em xin được phép tự giới thiệu, em tên là Bùi Văn Lý, tên thường gọi là Bùi Văn Phát. Em sinh năm 1987, hiện nay em đang làm việc và công tác ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Em công tác về gì Lý? Em đang kinh doanh về lĩnh ăn uống, em đang có mở một cái lẩu cua đồng ở ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, ngay đường Tây Hồ Gươm. Ủa sao mà Bùi Văn Lý rồi Bùi Văn Phát là sao? Bùi Văn Lý là tên trong giấy chứng minh của em, nhưng mà bên ngoài thì tên thường gọi em là tên Phát. Tên Phát. Dạ. Rồi. Mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào chị quý vị khán giả. Em tên là Lan, em năm nay 36, em là nhân viên thu ngân của phòng khám đa khoa. Mình làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở việc ở quận 3. Em về lẩu cua đồng em thu ngân được không? Dạ được. Được không? Cũng hợp lý đó, ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Phát? Dạ, em thì thật sự rất là hòa đồng trong công việc. Em đặc biệt là em không có những cái tệ nạn xã hội như là bài bạc, cá độ, và đặc biệt là cũng không hút thuốc. Và em cũng rất là thích chơi thể thao. Tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên. Và em có cái chút xíu là hơi tự ái. Ví dụ như mình đang ngồi nói chuyện hay một cái câu chuyện gì đó, mà bỗng nhiên có một cái người bạn hoặc là cái người đó đang tiếp xúc với mình mà có những cái thái độ gì đó không tốt, hay là những cái cuộc nói nhỏ hay là liên quan tới những thứ xấu đó, bắt đầu mình sẽ rất là tự ái. Mình sẽ có những cái suy nghĩ, bắt đầu là hơi bị tự ti xíu. Nói bạn đó không quan tâm tới mình, hay bạn đó không tôn trọng mình, bạn đó này kia, đúng không? Dạ. Không, cái đó cũng nên thay đổi đi. Đúng rồi, cái đó là phải thay đổi. Nó tùy, nhiều khi bạn đó vì cái lý do nào đó bất ngờ họ quên quan tâm câu chuyện mình kể hồi tự mình nghe luôn á. Tự ái thôi ha. Rồi, nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh là em khá hòa đồng, em hay có tính hay là xa, nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em cũng có tính hay quên, em hay mù đường. Mù đường hả? Dạ đúng rồi, một cái nào không biết đường là em toàn bắt Grab em đi. Mà của hai em á là ai cũng quên hết trơn, lấy nhau làm chủ chắc lỗ rồi. Quên tính tiền lẩu thu ngân mà hay quên là hơi mệt nha. Không quên được đúng không? Đường tình duyên của mình như thế nào? Nói chung em chỉ có chính thức thì chỉ có thật sự thì là có một thôi. Thì em quen cũng trong chỗ làm. Rồi sau đó anh ấy ra ngoài đó, thì như anh có mối quan hệ khác, thì em phát hiện thì thôi em chia tay. Từ đó là sao thì giống cũng có gặp vài người, nhưng mà ý là chỉ dừng ở chỗ tìm hiểu thì thôi. Giờ đường tình duyên bên đó vậy đó. Còn một mối tình thôi, thay đổi chỗ làm, thay đổi môi trường, cái thay đổi người yêu luôn. Thế tội nghiệp không? Dạ. Vậy tình duyên mình ra làm sao? Em thì cũng trải qua được hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng được hơn 2 năm. Nói chung là hai bên gia đình cũng cứ biết nhau, cũng có định xác định tiến đến với nhau. Nhưng cũng như một cái giai đoạn cuối thì em phát hiện là bạn đó có một cái mối quan hệ khác. Cho nên người thứ ba đúng không? Dạ, người thứ ba. Tự nhiên nghe nói giai đoạn cuối, thấy nguy hiểm quá. Em đã né cái người thứ ba rồi, anh đừng lại nhắc nữa. Không có, anh tự nhiên nói vậy sao nó dính cái trường hợp đó. Dạ. Thực ra nãy em nói cái giai đoạn cuối anh còn sợ hơn. Tình yêu mà đưa vô giai đoạn cuối. Là hết cú. Hết cú luôn rồi đó. Bác sĩ chê. Cho nên là em quyết định em dừng lại. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng gần 3 năm. Nhưng do gia đình bạn đó ở nước ngoài, cho nên là cái thời điểm đầu thì hai người quen nhau thì lúc đó chưa có định cư bên nước ngoài. Lúc sau thì gia đình bắt là phải đi sang bên đó, cho nên là gia đình em thì cũng không đồng ý để đi sang đó. Hai người cũng ở xa nhau, cho nên là cũng dần dần xa cách, cho nên cũng dừng lại, cũng không có tiếp tục. Bây giờ ở cái trang sách mới nè, chúng ta mong muốn cái người bạn gái mới như thế nào? Thì em mong muốn là người bạn gái đó là nhất là hiền, thứ hai là chung thủy, thứ ba là biết cách cư xử giữa hai bên gia đình với nhau, làm sao cho nó hòa thuận. Thì em cư xử sao là bên đó người ta cư xử vậy thôi, chuyện nó dễ lắm. Mình cho đi cái gì mình nhận lại. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi đúng không? Có gì em không thích không? Không thích phụ nữ không? Em không thích người phụ nữ là hay càm ràm mà lăng nhăng. Không có được. Phụ nữ bản chất là càm ràm rồi. Chị nói cho em nghe, đó là nghĩa vụ luôn đó. Đó là nghĩa vụ luôn đó. Phải càm ràm. Không có càm ràm họ không có vui đâu em ơi. Thôi đúng. Kệ đó, cứ để cho phụ nữ càm ràm đi. Riết em nghe, riết em vui luôn. Bữa nào không càm ràm em ăn cơm không có ngon.
Giờ em muốn không khí gia đình lạnh tanh hơn. Trời, chúng tôi càm ràm đó là nghĩa vụ, làm thấy cho chưa? Không khí gia đình nó tươi vui hơn, nó thấy thoải chưa? Mái nó như nó nhiều tiếng nói hơn. Phụ nữ là phải càm ràm. Thành ra thôi chịu đi em, lấy vợ về càm ràm nó vui lắm. Thôi được rồi, đến qua anh coi nhà gái cho. Trời, gái dễ thương. Có càm ràm không? À, em hơi ít nói ạ. Ít nói. Nhưng mà ví dụ lấy chồng về, ông đi về trễ rồi, ông này ông kia rồi, ông đem tiền về, ông đóng tiền điện, tiền nước, ông lo cho con, có càm ràm không? Dạ không, chỉ cần thực hiện đầy đủ chứ, ví dụ rồi đó thôi. Không có càm ràm luôn hả? Trời ơi, sao người này hay ta? Khác Ngọc Lan xa luôn á. Khác Ngọc Lan xa luôn á. Ngọc Lan không có quen mà nó còn càm ràm á. Đừng nói chi là quen. Dễ thương là người phụ nữ lạ nha. Đúng không? Không có quen tôi mà ngày nào nó cũng làm ràm tôi luôn á. Ngày nào cũng bị làm phiền. Đúng rồi, làm phiền suốt luôn. Một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào em gái? Em nghĩ em mong người đó là người chín chắn. Biết gợi chuyện, tại vì thật sự bản thân em là hơi hướng nội, em hơi nhát. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nghĩ mỗi người là một bản thể độc đáo, phải không? Thì quan trọng là hợp nhau thôi. Hợp nhau thôi, đúng không? Yeah. Nãy giờ anh nói những cái tính chất của anh ra, em thấy có hợp nhiều không? Có vẻ hơi tự ái thì em cũng hơi ngại chút xíu, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình biết cư xử khéo thì chắc là đúng không rồi. Sao ạ. Bữa nào nói chuyện mà em đang nói cái tự nhiên em nhớ gì cái tự nhiên em lo bấm điện thoại đó là ông tự ái ông giận luôn á, kiểu vậy đó ha. Ý kiến của người thân như thế nào đây? Nhà chàng trai đi với ai? Hôm nay em đi với ông anh làm chung với em ở Đồng Xoài. Dạ em chào anh. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả trường quay. Em là Hiệu, em là làm chung với quán Lẩu Cô Đồng của em Phát ở ngay vòng xoay Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Thì hôm nay anh đến đây để chứng kiến cái cuộc gặp của các em lần đầu tiên. Thì anh thấy là cô gái bên này cũng rất là dễ thương, chung cái gu. Tóm lại là anh thì lại thích những người nó đập đậm, nên là thành ra anh đi nói cái thời gian của anh là em hiểu, đúng không? Cái tính cách của công việc đó thì ban đêm thì bọn anh làm nhà hàng thì hay về quản công việc và về trễ, thì cũng nên là vì lý do đó là anh nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là tìm kiếm bạn gái. Cái chính là bọn anh thì phải làm đến 10, 11 giờ đêm mới về nhà. Thì hy vọng là sau này thì em mình có lập gia đình thì cũng phải thay đổi cái thời gian để dành thời gian nhiều gia đình hơn. Và lúc đó thì đương nhiên phải tuyển quản lý để thay thế mình cái công việc đó. Thì anh nhìn cô bé gái bên này thì rất là ok. Mong các em thì cũng tạo cái cơ hội cho nhau. Mình đến đây rồi thì nếu mà tiến xa hơn nữa thì cũng là tốt. Cảm ơn anh. Anh gái đi với ai? Em đi với ba em ạ. Có ba hả? Rồi chào đại diện nhà gái. Thì tôi là ba của cháu Bùi Lan. Thì hồi nào tới giờ thì cháu sống với cha mẹ. Thì sau khi mà học ra trường sau thì cháu vào làm cái môi trường nó là nữ là nhiều, nam nó là ít, cho nên là cái giao tiếp đối với nam thì nó rất là hạn chế. Từ chỗ đó nó suy ra là cháu nó rất là nhút nhát đó, là cái đúng đó là cái khuyết điểm đó. Thế còn về cái ưu điểm của cháu thì cần cù, có cái đầu óc cầu tiến. Thì còn bạn trai bên này thì rất là chất phác, hiền. Thì cá nhân tôi đồng ý, dù sao không nữa thì các cháu nó cũng ba mấy rồi thì nên tạo cái điều kiện cho nhau. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là con cái nó yên bề gia thất, đó là cái mong muốn của cha mẹ. Thì hôm nay là đến chương trình thì là cũng mong hai cháu tạo cái điều kiện tìm hiểu nhau thì được hòa đồng thì tiến tới đó. Thì một lần nữa là xin cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh các chị trong khán phòng. Dạ, xin hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn đại diện nhà gái. Thì chúng ta trực tiếp gặp mặt nói chuyện nhau sau đưa ra quyết định nha. Mở rào. Anh chào em, hôm nay đến đây anh có một món quà này anh muốn tặng em. Hy vọng rằng với những cái thông điệp trong cái món quà này em có thể hiểu được và đồng cảm với anh về cái ý nghĩa của món quà này để gắn liền với cuộc sống. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh chờ một xíu nha. Dạ em tặng cho anh ạ. Em thì thích trồng cây, thích thiên nhiên. Em mong mà anh cũng có thể thích cho mấy em. Em rất là cảm ơn em. Dạ em cảm ơn anh. Rồi mời hai bạn ngồi xuống vào ghế của mình nào. Cảm xúc ban đầu khi gặp nhau như thế nào? Ba mươi mấy năm mình mới gặp lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên thì em gặp anh thì cái cảm nhận về cái cách nhìn của em về anh như thế nào? Em nghĩ em thấy anh ưa nhìn. Dạ em cũng thích một người đàn ông điềm đạm, chút quá xíu cho gia đình. Tại thật sự tính em cũng hơi bụng. Em có thể cho anh hỏi một chút xíu là trong gia đình thì em có biết nấu ăn không? Nếu chỉ là nấu ăn gia đình thì em biết à.
Yeah. Thì quá là tuyệt vời. Thật sự thì anh cũng là một người rất là đam mê về lĩnh vực ăn uống, và anh cũng rất là thích nấu ăn. Anh cũng hy vọng là ví dụ như sau này có được những cái điều kiện, anh sẽ là người để nấu được những món ăn ngon đó để cho em và gia đình cùng thưởng thức. Dạ, yeah, em cảm ơn anh rất là mong chờ. Nói về góc độ về nấu ăn trong gia đình thì em cứ yên tâm. Hàng ngày anh tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng khó tính, anh còn phục vụ được, thì trong một cái gia đình nhỏ của mình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ phục vụ cho gia đình mình sẽ rất là tốt và tuyệt vời, anh tin vào điều đó. Hai bạn thử đặt ra một vấn đề, nếu như có một mâu thuẫn nào đó đỉnh điểm thì ai sẽ nhường ai? Em nghĩ là nên trao đổi thẳng vấn đề đó và cả hai cố gắng tìm cách giải quyết hợp lý, thay vì ai cũng cố giành phần thắng mình á, thì mỗi người nhường nhau một bước. Anh đồng ý về vấn đề đó, nhưng cái cũng trả lời câu hỏi của anh Nguyệt Linh, thì thật sự nói về giải quyết một vấn đề thì em luôn rất là tự tin trong cái phần xử lý vấn đề đó, tại vì em là người kinh doanh những vật ăn uống và em rất là thường xuyên xử lý những cái ca khó của những khách hàng, cho nên là em nghĩ trong một cái gia đình biết rằng cũng sẽ có những cái khó, nhưng mà em nghĩ đó trong cái cách xử lý đó em sẽ biết cách làm như thế nào để giữ được cái hòa khí cho gia đình của mình. À dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Nào, chúng ta đến đây. Mình nói chút xíu về nếu như chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta sẽ ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, mỗi người có một ý kiến với nhau đi. Thật ra thì đúng mà thì con gái để chồng theo chồng thôi. Dạ, với em là vậy. Không biết em có phải cần làm dâu không ạ? Ôi, thật sự thì anh là chỉ có một mình anh là con trai trong gia đình, anh có hai chị gái. Thì nói về vấn đề làm dâu thì chắc chắn là cũng phải, sẽ phải về ở trong gia đình, nhưng mà không đặt nặng về vấn đề là mình sẽ ở đâu. Thứ nhất thì gia đình cũng không khó. Thứ hai là khi ba mẹ cũng luôn tôn trọng với sự quyết định của con cái. Ví dụ như cái môi trường hoặc cái điều kiện hoặc cái nơi ở nào mà tạo điều kiện để cho cuộc sống của hai đứa thuận tiện thì ba mẹ luôn luôn nào cũng ủng hộ. Chứ ba mẹ cũng không khó về vấn đề đó. Nhưng ví dụ như ở gần chỗ em hoặc ở Sài Gòn, ở bất cứ nơi đâu để mình phát triển được cái sự nghiệp, để ổn định được cái cuộc sống cho gia đình, thì có thể là mình cũng sẽ đón ba mẹ lên để mình ở cùng với mình. Tại vì đạo làm con thì mình không bao giờ mình bỏ được ba mẹ. Hãy hát tặng nhau một bài nào đó. Em sẽ có hai câu thơ này để tặng cho bạn gái. Hy vọng rằng bạn gái sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Anh chấp nhận là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước, chứ anh không muốn là người đến trước để nhường chỗ cho người đến sau. Hy vọng rằng em sẽ hiểu được cái thông điệp này của anh. Dạ, em cảm ơn. Hay quá. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Bấm nút là trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau. Còn nếu chúng ta cảm giác đây không phải là người mà mình cùng nắm tay nhau đi, người mà mình phải tìm hiểu, thì chúng ta không cần bấm nút đó. Quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Các bạn nắm tay nhau nào. Bây giờ có ba cô em gái đây. Hãy nói với bác điều gì đi, xin phép bác cho tụi con hẹn hò và hứa với bác gì đó. Dạ con xin chào bác trai, xin chào chị. Thì hôm nay thì con cũng đến với chương trình và cũng rất là được may mắn khi được biết bạn gái. Hôm nay con xin phép bác cho phép con được hẹn hò với em gái. Và con hy vọng rằng trong tương lai, nếu như được sự đồng ý của bạn gái và gia đình hai bên, thì con sẽ cố gắng sẽ là một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho bạn gái. Hay quá. Tốt rồi. Sau đây là những phần quà của chương trình dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật,
trứng tươi có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hurra làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BB mặt kính cao cấp Hegon của Đức có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nóng tiện lợi, an toàn khi sử dụng. Điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Trời, tưởng dễ cõng người ta lắm hả? Không phải chị ơi, em nặng lắm. Không phải chị ơi, em nặng lắm. Và ngay bây giờ, bạn trai đã ngồi cạnh tôi. Bạn gái tham gia chương trình hôm nay là ai? Xin mời quý vị chờ trong ít phút. Rồi, xin mời em gái. Rồi, xin ghế đi em. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi. Rồi, đẹp trai luôn. Rồi, giới thiệu đi anh. Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Trọng Hùng. Đoàn Trọng Hùng. Đúng rồi. Em năm nay 33 tuổi, hiện tại bây giờ đang làm nhân viên bưu tá cho một công ty chuyển phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Hùng? Em quê ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh, mình vào đây lâu chưa? Em vào đây được hơn 2 năm. Vào đây hơn 2 năm. Vào đây ở với ai, ở đâu? Hiện tại bây giờ thì em đang ở với mẹ và vợ chồng em gái ở quận 12. Rồi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam anh kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Đan, em năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê đang ở đâu? Dạ, em cũng ở Bình Dương, từ nhỏ lớn giờ cũng ở có chỗ. Rồi. Em hiện đang làm kế toán tại công ty MPS ở Thủ Dầu Một. À, Thủ Dầu Một. Có khi nào đi tới Bình Dương không? Em đi suốt. Đi suốt. Có ngại quen bạn gái ở Bình Dương không? Có xa xôi gì không? Theo em nghĩ là không sao. Gần xịt ha, với lại bây giờ công nghệ mà. Gọi FaceTime một cái thấy liền, kiểm tra được ngay ha. Có muốn chạy lên thì cũng 30 phút, 45 phút là tới rồi đúng không? Cũng rất dễ dàng, thuận tiện trong việc hẹn hò. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh là nấu ăn ngon, với lại thích trang trí các món ăn đẹp mắt nữa. Trong công việc thì em rất là nhạy bén, tức là mình tiếp thu công việc rất là nhanh. Trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thì mình rất là nhiệt tình, rất là hòa đồng. Tuy nhiên cái điểm yếu của em là hay chia sẻ, nhưng mà em chia sẻ những niềm vui thôi, còn nỗi buồn thì em không có chia sẻ. Nỗi buồn thích chia sẻ. Biết tỏ cùng ai, phải tìm ví dụ người thân, ba mẹ, anh chị em, hoặc là mình cũng có một vài người bạn nào gọi là tri âm tri kỷ, mình người chia sẻ người có bớt. Chia sẻ nhưng mà rất là ít, cũng một phần nào là một phần nào đó cũng vẫn giữ lại cho riêng mình. Cái là hay vì giống như mình sống tình cảm, cái là mình rất là dễ xúc động á chị, em dễ rớt mắt lắm. Những người sống nội tâm rất khổ. Thế còn em sao, điểm mạnh điểm yếu? Em thì em cũng có thể nấu ăn được, tự lập bản thân được. Thế trong công việc thì cũng hoạt bát, cũng có gọi là cái tính ham học hỏi, cầu tiến. Điểm yếu? Cái nhược điểm của em thì chắc tại do hiền quá hay sao, hay bị bắt nạt. Ai bắt nạt em vậy? Em hầu như là ai cũng thuộc. Ai cũng bắt nạt em hết. Trời ơi, hiền quá, ai cũng bắt nạt. Thiệt tình có tật xấu gì không? Dạ, không, em nghĩ là không. Thủ che cờ bạc gì không? Thì cờ bạc thì không, rượu chè thì lâu lâu, tầm tháng hơn tháng anh em ngồi với nhau thì được. Hút thuốc rồi nhiều không? Thuốc thì trước có, nhưng mà giờ không hút nữa. Không hút nữa? Vâng. Chắc không đó? Chắc. Ồ, vậy cũng tốt. Rồi, về tình trường đi em. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi? Em từng kết hôn khi mới 20 tuổi thôi. Sau đó 5 năm sau em ly dị. Có cháu nào? Dạ có một bé năm nay 11 tuổi rồi. Ở với mình hay là ở, dạ, với bà ở đó? Với em. Ở với em. Mối tình đó mình quen nhau bao lâu rồi mình kết hôn? Chắc là đó, em quen nhau khoảng một năm mấy, nhưng mà nó còn quá trẻ, mình không có suy nghĩ chín chắn. Hai người đều không có cái biết gì, nói chung là không có khái niệm về hôn nhân gia đình là gì, nên là không có gìn giữ được. Thì cũng cố gắng được 5 năm, thì khi mà cảm tới người thứ ba thì em buông tay. Phát hiện cũng 2 năm em phát hiện, nhưng mà em chịu được 2 năm thì em không dứt khoát. Có khi em phát hiện thì em có nói chuyện với ảnh không? Có. Và ảnh vẫn vậy, ảnh không giải quyết được? Dạ, nói chung là không có dứt khoát. Ly hôn vậy là bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. 7 năm rồi. Vậy trong 7 năm qua thì nuôi con một mình có khó khăn gì không em?
Dạ không, em cũng ở chung với ba mẹ rồi em trai em gái nên cũng nhiều người hỗ trợ em. À, cũng có gia đình làm điểm tựa. Dạ đúng rồi. Rồi vậy trong 7 năm qua mình có thêm được mối tình nào sâu đậm nữa không? Cũng có những mối tình nhưng mà cũng không sâu đậm lắm, mình tìm hiểu mình cảm thấy không phù hợp. Thì có những người ví dụ như là người ta chưa từng đổ vỡ thì mình đã đổ vỡ vì bản thân mình cảm thấy ngại. Chứ hẳn người ta ngại do tự mình ngại. Dạ trước. Đúng rồi, tự mình ngại trước. Rút kinh nghiệm ha, lần sau cái có cơ hội, tụi cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, có cơ hội mình cứ nắm bắt, câu chuyện sau này cứ từ từ tính sau em ơi, mọi tại sự tùy duyên. Mới cái mình chưa có sẵn sàng, nó hôn nhân mới thì bây giờ sẵn sàng chưa? Giờ lâu rồi thì thấy nó mình cần một cần cái thiết. Tựa. Dạ. Rồi cái nghe hoàn cảnh của bạn gái này thì em có suy nghĩ gì không? Em trước đây cũng đã từng kết hôn một lần, nếu như mà tính cái tổng thời gian á thì có thể chắc khoảng được một năm. Sau thì hai người ly thân nhưng mà vì là thứ nhất là cái công việc của bạn kia là ly thân xong là bạn đã xuất ngoại luôn. Thành thử là đến năm 2017 là lúc đó mới có cái quyết định ly hôn chính thức, và lúc đó mới về mới làm lại cái quyết định ly hôn chính thức á. Thì tính ra từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì em cũng theo cái công việc thì em cũng không quen biết không ấy gì ai hết. Mà em có cháu nào chưa trong một năm sống dạ, với cô? Em chưa. À, có lỡ kết hôn mà chưa có con. Vâng. Mà nguyên nhân sao ly hôn? Thì thứ nhất là vì cái bất đồng quan điểm ngay từ đầu lại bọn em cái thời điểm đó là cũng thứ nhất là cũng nóng vội, đâm ra là nhiều khi nó không biết được cái hậu quả phía sau. Sống được với nhau thời gian thì cảm thấy không thể hòa đồng được với nhau thì chấp nhận thôi, thì cả hai cùng thống nhất là tạo cho nhau một cái lối đi riêng thôi. Nói chung là cả hai đều đã có ly hôn, đã gãy đổ. Chúng ta cũng trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi, hy vọng hôm nay chúng ta sẽ nắm bắt cái cơ hội này nha. Thế em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Trước tiên người đó phải là thương trẻ con. Thương trẻ con à, với lại là sống có chiều sâu á chị. Tức là không có hời hợt à, biết chia sẻ việc nhà. Nói chung là phụ nữ thì việc nhà đều làm được cả, nhưng mà mình muốn có một sự chia sẻ để cho cái... nó vui có trách nhiệm. Cảm giác nó ấm áp. Đúng rồi. Dạ. Về ngoại hình. Ngoại hình à, 1m65 trở lên là gì? Em cao mét nhiêu em? Em 68. Mét 68 dư vào không? Biết nấu ăn không? Ôi là anh biết mà. Em làm được. Làm được. Yên tâm. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là mình cũng lớn rồi. Thứ hai là cũng một lần rồi. Thì bây giờ cái riêng cái gọi là cái tiêu chuẩn á thì em cũng không có gì, chỉ có là ví dụ như kiểu cái người bạn đó đã xác định, ví dụ như kiểu mà thương nhau á thì là thương cho rõ ràng luôn, chứ đừng có giống như kiểu là ừ, hôm nay thì hôm ngay ngày mai có nghĩa xác định tìm hiểu là tiến tới hôn nhân chứ không phải là để vui đùa, chứ không phải là như vậy. Còn ngoại hình, về cái ngoại hình thì em nghĩ là bạn gái cao mét khoảng 55 trở lên là được rồi. Còn về cái vẻ mặt cũng dễ nhìn tí là được rồi. Em cũng không có cái gì gọi là nó khó khăn gì bên dưới hết. Cần một bạn gái cao từ 1m55 trở lên thôi. Em mét 6 lận chị. Mét 6 lận, cũng không có tiêu chuẩn gì đặc biệt. Rồi, đâu có hình ảnh gì không em? Có hình không? Cho chị xem. Chị nhìn ra em không? Cao 1m6, sinh năm 87, à, là năm nay là 33 tuổi. Tìm đi, một cô gái 1m6. Có hai người à? Chỉ lựa chọn một trong hai thôi, quá đơn giản. Anh ấy là ai? Một chàng trai cùng tuổi luôn đúng không? Sinh năm 87 luôn đúng không? Rồi còn bên đây 2, 4, 5 cô gái hãy chọn cô nào. Khó mới thách đố chứ. Có hai anh là quá dễ, xác suất 50-50 nha. Mà em thấy giống nhau. Chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Cảm giác thôi. Cảm giác rồi, để nó đi, coi đúng hay không. Em nghĩ là cái bạn ngoài này này. Bạn nào? Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghĩ là... Bạn này đúng không? Chọn nó ấy thôi, không biết không rõ được. Rồi, hôm nay tôi gả cái cặp đôi đó với nhau. Dạ, xin mời quý vị hãy hướng mắt về cánh cửa trái tim, coi anh đó và cô đó là anh nào và cô nào. Xin mời hai bạn hướng mắt về cửa trái tim. Có gì em giới thiệu cái tìm được em chưa? Chưa, rồi giờ tìm đi, thấy chưa? Bên này. Rồi xe bét. Rồi thấy xe bét rồi phải không? Tại cái cô này chắc em không dám giới thiệu cho bạn em nữa rồi. Sao vậy? Tại bạn em có vợ rồi. Trời ơi, anh có vợ rồi nha em. Trời ơi. Tặng nhận em. Dạ, cảm ơn anh ạ. À. Em cũng có món quà gửi tặng anh ngày đầu gặp gỡ. Rồi, quà gì vậy em? Dạ, em sợi thắt lưng. Sợi thắt lưng. Mở ra xem đi em. Sợi dây nịt, mình nghĩ nghĩa đen là thắt lưng.
Còn nghĩa bóng là có thể móc vô cái cổ em kéo đi luôn á. Được không? Được không? Được không? Dạ thì gọi là cái duyên mà chị từ từ biết đâu được. Biết đâu được ha. Thôi được rồi. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian riêng để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Có một bữa ăn với nhau tại nhà hàng Vị Ngon. Xin mời thưởng thức đồ ăn ạ. Trời ơi hấp dẫn quá. Đây là món bánh mì ba tê của nhà hàng Vị Ngon nha. Nhớ là vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự tin nha. Hồi nãy giờ nói hơi nhỏ, nói lớn lên chút xíu bạn gái mới nghe được nha. Muốn lấy vợ nữa không trời? Được không? Ổn dạ, không? Được. Rồi xin mời hai bạn tự nhiên, chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Từ Hà Tĩnh lên vô đây bao lâu rồi? Từ ngoài quê thì vô đây được 2 năm. Cũng mới vô đây à? Cũng mới. Trước đây là ở đâu, ở đâu quê? Trước đây là ở ngoài quê. Trước đây là cũng có môi trường ở trong quân đội một thời gian ở ngoài quê. Tức là anh đi bộ đội rồi mới về đây anh đi làm. Đúng rồi, không. À, anh chỉ phát vậy là anh chắc hay đi giao hàng ở Tân Bình Dương hả? Không phải, hiện tại bây giờ là chỉ có phụ trách ở cái chỗ Gò Vấp thôi. Nhưng mà tại cái khu Bình Dương thì là mình lại có anh trai ở dưới đó. Thì hầu như tuần nào cũng xuống dưới đó. Nhưng mà anh trai anh ở đâu? Ở đâu Bình Dương? Tân Nguyên. Ờ, Tân Nguyên, em cũng ở Bắc Tân Nguyên nè. Mình cũng một lần đã kết hôn rồi, thì bạn cũng một lần rồi. Thì chỉ mong là nếu như trường hợp mà cho nhau một cái cơ hội có thể tìm hiểu nhau. Rồi cái quan điểm của mình bây giờ nó rõ ràng luôn là ví dụ như tìm hiểu nhau, xác định tiến đến với nhau á, thì lúc đó là rõ ràng chứ không phải là mình có thể tìm hiểu một thời gian cho nó cụ thể luôn. Rồi là mình xác định cái chuyện của mình luôn chứ không phải là yêu đương để nó có hay không đấy. Dạ thì nói chung thì mình phải có một khoảng thời gian tìm hiểu là có phù hợp với nhau không. Đó thì tức nhưng là em thì em rất là ngại vấn đề là mình đã có một đứa con rồi, em có ngại vấn đề đó. Về cái vấn đề mà chỗ trẻ con á thì thật sự là mình cũng thích trẻ con lắm. Trong cái khu chỗ mình ở đó hầu như trẻ con đứa nào cũng quý. Nhưng mà tại con gái em thì cũng lớn rồi, nó cũng không hẳn là trẻ con nữa. Nhưng mà ý là em cảm giác là một cái người đàn ông mà thương trẻ con á thì sẽ vun vén cho gia đình mình rất là nhiều. Anh có vấn đề gì hỏi em không? Tại bây giờ thì mình là ở ngoài quê vô á, thì nói thẳng ra cái hiện tại bây giờ là mình hai bàn tay trắng, cái cuộc sống nó hơi khó khăn một xíu, thì đó có phải là cái trở ngại cho bạn hay không? Em là nói chung mình không lười biếng là được anh, mình chịu làm là được. Anh đi làm như vậy thời gian rảnh không lúc nào? Thật sự là cái công việc của mình nó bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và nó kết thúc vào tầm khoảng sau 7 giờ tối. Thì cái khung thời gian đó mình mới rảnh được. Còn bình thường có thể ví dụ như gọi điện hay các kiểu thì mình vừa chạy xe mình có thể nghe được. Cái đó là bởi vì cái công việc của mình đặc thù nó như vậy. Tức là anh thường xuyên lái xe? Đúng rồi, mình thường xuyên mình kiểu dùng cái xe máy để mình giao hàng với người ta. Giao hàng, giao thư các kiểu á. Thì hầu như là cái thời gian là không có nhiều. Trời ơi, nãy giờ sao ăn gì chứ không ăn gì chứ vậy? Tâm sự không vậy đó hả? Bắt cỡ chị. Trời ơi, rồi nãy giờ nói lớn cho em, nói lớn chưa? Chưa luôn hả? Rồi em nghe được cái gì không? Cũng chị. Trời ơi, kỳ vậy ông ơi. Rồi bây giờ mời bạn em gái vô rồi góp ý cho anh trai xíu nha. Mời em gái vô cưng ơi. Dạ, chào em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là Hường, em gái của anh Hùng ạ. Em ruột hả? Vâng. Nhà mấy anh chị em? Dạ bốn á. Bốn là anh thứ mấy, em thứ mấy? Em út anh thứ ba. Út anh thứ ba. Bình thường anh trai có tật xấu gì không em? Em thấy cũng bình thường. Bình thường hả? Thấy anh mình có gì xấu hết trơn á hả? Bình thường anh cũng rụt rè nhút nhát vậy hả? Dạ đúng rồi. Thật ra thì lúc nào quen thì mới ấy thôi. Ấy là sao? Thì mới bắt đầu mới mạnh dạn hơn, cởi mở hơn vậy đó chị. Chắc là gặp người lạ đó. Chứ bình thường cũng ăn to nói lớn chứ đúng không? Đúng rồi, con trai mà chị. Mà sao làm gì rụt rè mắc cỡ e thẹn hoài vậy trời ơi trời. Thiệt luôn á. Rồi hôm nay nãy giờ em ngồi em chứng kiến thì em thấy hai anh chị như thế nào? Em nhận xét gì về chị gái này? Dạ em thấy chị gái thì cũng hiền lành, cởi mở. Rồi hai anh chị cũng đã từng có những vấp ngã trong chuyện tình cảm ấy. Thì em muốn là hai anh chị tạo điều kiện cho nhau, tìm hiểu nhau rồi có thể tiến tới thì càng tốt đó. Rồi em nói một câu gì với anh của em đi cho ảnh thẳng lên, anh tự tin lên xíu chứ anh vậy hoài rồi sao người ta dám bấm nút. Thiệt luôn á, nói một câu với anh trai đi em. Cố lên chứ. Trời đơn giản vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Rồi, hiểu hết nhau không? Hiểu chứ chị. Rồi vậy em nói một câu gì với chị gái này đi. Anh em nhìn rất là hiền lành,
thật sự là như vậy, nhiệt tình với người khác. Lên đây thì có thể là hơi rụt rè, nhưng mà em mong chị có thể tạo một cơ hội gì đấy để có thể hai người tìm hiểu rõ hơn về nhau. Mong là sau chương trình này thì có thể gặp lại chị. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Chị có muốn nói gì câu với em đi, em có nói quá trời kìa. À, em cũng mong cái chương trình này nó làm cái cơ hội để em với anh có cái dịp để mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà phù hợp thì mình có thể tiến xa. Rồi, vậy ha. Rồi, cảm ơn em gái. Cảm ơn. Rồi bây giờ mình chơi trò chơi nha. Trò chơi này cho anh Dạng dĩ lên nha. Bóc lá bài đi nè đồng chí. Rồi, đỏ màu đỏ là kiểu giới tính rồi đó. Này. Rồi, đọc lớn lên cái gì vậy? Đọc xong ông ụp xuống ông không cãi đầu. Cái này khổ quá chứ. Cái này khổ quá chứ. Đọc lớn lên coi. Trời ơi, gì vậy? Em đổi. Đọc lớn lên đi coi cái gì, đi đổi cái gì mà đổi. Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Có gì đâu mà đổi. Trời, tưởng không dễ cõng người ta lắm hả? Không phải chị ơi, em nặng lắm. Không phải chị ơi, em nặng lắm. Ừ, đâu có dễ cõng người ta vậy đâu. Này, em đổi. Đổi gì không có được, đổi gì giờ. Em thương lượng với bạn gái đi. Giờ không cõng thì ẩm hay không? Không. Cho anh hát bài được chị. Bây giờ anh hát được không? Đứng lên đi qua đây, đừng qua đây anh đi. Hát được đứng không? Lên anh qua hát đây đi. Xong ca với anh. Ê, hai người này có mặt phung thê nha. Đứng lên, đứng lên, đứng sát cho tôi nhìn coi nè. Rồi đó, giờ đọc cái yêu cầu đó là hai người tự bàn với nhau phương án đi. Mình chơi đơn giản, mình nắm tay được rồi. Thì khó. Anh hát đi. Đó, trời, người ta cho nắm tay rồi kìa. Hát đi, giờ hai đứa nắm tay nhau, nhìn thẳng nhau nè. Đắm đuối rồi hát. Đó, hát xong ca luôn cũng được nữa. Đúng rồi, anh hát bài nào xong ca em thuộc là em hát được hả? Đúng rồi. Nắm tay đứng chỗ rồi. Gọi là thế cộng đúng không? Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngày chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chăn chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Trời ơi, hay mà cứ rồi hát hay mà vậy không gì mà xúc mồ hôi luôn hả? Và anh nóng lắm luôn chị. Vậy hả, nay nóng hả? Rồi giờ sẵn đứng đó luôn nè, đọc cái yêu cầu thứ hai coi lại gì nè em gái. À, cái yêu cầu này rồi đọc lên coi. À, yêu cầu bạn nam kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Trời đất. Rồi thôi về chỗ ngồi đi rồi kể chuyện. Để cho ông đứng hoài ông xỉu ạ. Cái bài nào cũng qua em thế này. Ủa tại vì em ai biểu con trai mà bóc màu xanh không bóc, bóc màu hồng. Bóc lộn bên rồi. Đầu tiên bí mật gì mà chưa từng chia sẻ với ai? Ba điều. Như kiểu là sợ rắn đi. Rắn. Cái này em giống em á. Sợ rắn mà có gặp con rắn lần nào chưa? Còn gặp nhiều chứ. Rồi gặp nó là phản ứng của mình như thế nào? Chạy hết. Trời ơi. Rồi nó có con nào rượt theo không? Cũng chưa thấy. Chưa thấy. Vậy có gì đâu sợ. Đã là nhìn thấy là sợ. Nhìn thấy là sợ. Bây giờ vẫn còn sợ. Không. Rồi, một còn chuyện gì nữa? Gì vậy? Nhìn gì vậy? Chỉ một chứ không bỏ rắn dưới chân. Chứ không bỏ rắn dưới chân. Trời ơi, rắn ở đâu đây? Tự nhiên tôi bỏ vô chân. Tôi là con rắn chúa đây nè. Tôi là con rắn chúa đây nè. Rắn ngồi cái bên đây nè. Gì nữa? Hai. Thật xấu không? Trước đây thì mình có thuốc nhưng mà cũng nghỉ rồi. Cũng chưa gì xấu. Gì xấu không? Cái gì mà giấu giếm á, chứ gì mà nó khó nói. Ngại kể mọi người. Dù là 3 ngày mới tắm lần là độn từng giặt hay là ngủ là thích gì đó, thí dụ gì đó. Theo nghe mày không có. Không có. Hả? Ưu điểm không được. Ưu điểm không à? Chắc vậy. Vậy em kể ra một ưu điểm nữa của mình. Em có thể tự sắp xếp cái việc nhà, việc cá nhân của mình, rồi là có thể tự nấu nướng chăm sóc bản thân cho mình. Có chơi thể dục thể thao gì không? Một tuần như vậy em chơi đá banh tổng khoảng 2 đến 3 trận. Đá banh hay banh đũa? Rồi bây giờ còn một điều thứ ba nữa, bạn gái giúp bạn trai đi nè. Nãy giờ mình cũng nghe là bạn gái nói một điều bí mật của bạn gái cho bạn trai nghe đi nè. Nhưng mà em có cái thật xấu là em lười đồ lắm chị. Lười đồ.
Rồi đồ em mặc ai ủi? Không, tức là lười nhưng mà vẫn phải ủi. Chứ không phải lười là bỏ không ủi. À. Nếu tức là em đem một đống đồ ra đó em để và em ngó mấy tiếng đồng hồ sau mới ủi. Có nghĩa là dù có ngán cũng phải làm, đúng không? Ủa mà nó nghe nè, hồi nãy giờ chị cho hai bạn nhiều thời gian tâm sự với nhau lắm á, mà vẫn còn chưa hết ngại ngùng nữa hả? Hả? Em chắc phải tầm tháng. Tháng nữa hả? Rồi gì chậm quá vậy? Rồi bây giờ ví dụ như mối quan hệ này, ví dụ mà được đi, ví dụ bữa nay bấm nút hẹn hò đi, thì chừng nào là hẹn hò bữa đầu tiên đi chơi? Chắc chiều luôn. Chiều luôn. Bắt đầu quen bao lâu thì em nghĩ là nếu mà hợp thì tiến tới hôn nhân được? Thế em nghĩ để cho hai người tự nhau tìm hiểu một thời gian. Gian là bao lâu? Theo em là bao lâu? Đúng tầm 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng? Thì chậm hơn có thể khoảng hơn 5 gì đó. Tức là khi mà thật sự là thấu hiểu cuộc sống của nhau rồi, là thật lòng có thể là tiến với nhau được thì lúc đó mới... Mà nãy giờ nói thiệt là hai người đã nhìn thẳng vào mắt nhau lần nào chưa? Chắc em nhìn ảnh không á chị? Nhìn thẳng vào mắt cổ lần nào chưa? Bây giờ cho hai bạn 30 giây nhìn thẳng vào nhau. Mỗi người nói một câu cuối cùng chốt hạ rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn 30 giây bắt đầu. Nhìn nhau để kiểm tra cảm xúc của mình, kiểm tra lại hồi nãy giờ mình đã trao đổi với nhau những gì, kiểm tra lại, suy gẫm lại cái người trước mặt mình là ai, có hợp với mình hay không, để mình đưa ra cái quyết định cuối cùng mình cho nó chính xác, mà mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Rồi hết 30 giây, mỗi người nói một câu. Bạn trai nói trước. Thì nãy giờ cũng nói chuyện với nhau, cũng tâm sự với nhau. Nếu như trường hợp mà bây giờ phải quyết định thì chỉ mong là mình có thể tạo cho nhau một cái cơ hội để có thể có cái thời gian mình tìm hiểu nhau. Mời em. Thì em cũng cứ nghĩ giống ảnh, thì mình bây giờ quyết định bấm nút là để cho một cái thời gian để mình có thời gian để mình tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Ảnh hiền quá nên là khi không có cái thoải mái cởi mở để chia sẻ, nên là em hy vọng thì sau buổi gặp mặt hôm nay thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau. Rồi hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha. Đồng ý bấm nút là đồng ý bắt đầu một mối quan hệ trai gái, tìm hiểu yêu đương để tiến đến hôn nhân. Chương trình này sắp sửa có cái đám cưới xảy ra nữa rồi đây nè. Sắp sửa có một cặp đôi đám cưới vừa mới báo tin cho chương trình, và sắp tới ekip sẽ đi dự đám cưới. Cho nên cái nút bấm này nó rất là quan trọng. Đương nhiên tình yêu là còn ở phía trước, nhiều thứ chúng ta không nói trước được, nhưng người ta phải bấm cái nút bấm này với một tâm thế hết sức là nghiêm túc để đi con đường lâu dài. Còn không phải bấm vì lịch sự, bấm là chúng ta trở thành bạn trai bạn gái và sẽ nắm tay nhau và phải hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trong chương trình hẹn ăn trưa này. Lưu ý suy nghĩ thật kỹ nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Mới đầu em định bấm mà nghe chị Tường nói thì em suy nghĩ. Ảnh thật sự anh hiền, anh tốt thật. Nhưng mà em là người rất ít nói, nhưng mà nên em muốn cái người bên cạnh em nó phải hoạt ngôn hơn em nhiều để cái cuộc sống nó tránh cái thằng nhàm chán. Thực sự anh rất là hiền và chân thật. Rồi mời hai bạn đứng lên. Một lần nữa thay mặt cho chương trình chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Yeah. Xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Chương trình với sự tài trợ của bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Và ngày hôm nay thì có một mình tôi thôi à, tôi sẽ làm một cái trách nhiệm mai mối cho bốn nhân vật xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ chúng ta vẫn có hai chàng trai, một xanh một đỏ, hai cô gái một đỏ một xanh. Bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho chị Tường kết nối với bạn nam đầu tiên ở ô màu xanh. Hello, chào bạn trai. Dạ vâng, em chào chị Cát Tường ạ. Đợi nha, chị sẽ kết nối với những bạn còn lại luôn rồi mình mới bắt đầu câu chuyện nha. Và bây giờ thì cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô màu xanh luôn ạ. Chào em gái. Vâng, em chào chị ạ. Chúng ta sẽ đến với chàng trai ở ô màu đỏ. Em chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Chào chị Cát Tường ạ. Và bây giờ nhân vật cuối cùng đó chính là bạn nữ ở ô màu đỏ.
Chị Cát Tường và chào tất cả mọi người đang xem truyền hình ạ. Ok, chào em. Kính thưa quý vị, như vậy là bây giờ trên màn hình của chúng ta, trên sân khấu của chúng ta đã có đủ 4 nhân vật ngày hôm nay. Một cặp màu xanh và một cặp màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nhân vật một quý vị nha. Trước tiên cho Cát Tường xin được kết nối với bạn nam ở ô cửa màu xanh. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau theo dõi một loạt clip giới thiệu về anh chàng ấy. Các bạn ấy chỉ được nghe thôi chứ các bạn ấy không có thấy được hình nhau đâu nha. Chỉ có Cát Tường với quý vị khán giả là mình được xem thôi. Em là Vương Sĩ Mạnh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em vẫn còn độc thân. Công việc của em hiện tại là làm nhân viên văn phòng. Em thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đây là khuôn viên nhà mình nhé. Nhà mình thì có 4 tầng. Đây là phòng bếp nhà mình luôn. Phòng bếp, phòng nấu ăn nhà mình luôn. Thì nó có hơi bừa bộn một chút. Cái phòng ngủ của mình thì nó ở trên tầng 3. Đây là cái phòng ngủ của mình. Trước đây thì mình có đi Nhật Bản ấy. Mình để co cái phòng thì nó mang xu hướng Nhật Bản một chút. Cái giường ngủ của mình thì không có cái giường, mà là mình ngủ tận đất luôn. 4 năm ở bên Nhật thì mình cũng quen, thì mình không thích ngủ giường. Rất là nhiều cây ăn quả đó, cây hồng xiêm này, chuối này, bưởi này, nhãn này, xoài này. Yeah, quá đẹp quá thì nhìn. À, dưới nhà mình thì khá là rộng, đằng bên này cũng là đất của nhà mình hết. Từ cái điểm tay mình chỉ ở đây này, đấy, kéo dài hết đất nhà mình. Cái này thì mình cũng không biết là khoảng bao nhiêu mét vuông. Nói chung là về sau thì chắc là cũng là của anh em mình thôi. Mình đi Nhật là đi du học hả em hay đi làm? Dạ vâng ạ, thì em học xong cấp 3 thì em sang du học bên đấy ạ. Rồi học xong tại sao mình không có tìm được công việc ở bên đó hả em, rồi mình về lại hả em? Vì là em không có học đại học ấy, bằng đại học ấy thì mình có thể chuyển đổi cái từ mình đi học mình chuyển đổi sang cái công việc mình làm bên đấy được ạ. Thì em không chuyển đổi vì là không có bằng cấp đại học ấy, thì em mới về ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Trong mùa dịch bệnh này thì công việc của em như thế nào? Hiện tại thì em đang ở nhà thôi ạ. Em mới về nước được một thời gian ấy, thì hiện tại thì em vừa song vừa đi làm và em còn học thêm tiếng Hàn nữa. Thì em muốn sang bên đấy làm việc một thời gian ấy ạ. Thì hiện tại thì do tình hình dịch bệnh này thì em đang bị hoãn đấy. Công nhận ha, các bạn trẻ bây giờ có ý chí thiệt. Đi Nhật về xong bây giờ lại tiếp tục đi hàng nữa. Rồi ok, cảm ơn em. Đó là một vài những cái thông tin sơ bộ của chàng Mạnh nhá. Mấy em nghe rõ nha. Vừa rồi là chúng ta nghe những chia sẻ của bạn Mạnh. Bạn Mạnh đang ngồi ở ô cửa màu xanh nè. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái đoạn video clip giới thiệu về cô gái đang ở vị trí màu xanh luôn. Xin chào mọi người. Thì em tên là Trần Thị Hiếu Kiêng, năm nay em 22 tuổi, mọi người thường hay gọi em với nickname là Rùa. Em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, ngành sư phạm âm nhạc. Em thì có điểm mạnh là đó chính là hát, và đánh đàn thì cũng biết một chút, và nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì hơi hậu động, với cả hơi hay quên chút. Mẫu bạn trai mà em mong muốn thì cũng không cần phải quá là giỏi giang hay là đẹp trai thật là nhiều, nhưng mà em chỉ mong rằng là có một người có thể thấu hiểu mình, có thể lắng nghe những lời mình nói, có thể biết thay đổi nếu mà bản thân mắc phải sai lầm. Trời ơi, dễ thương quá. Mùa dịch này thì công việc của em như thế nào? Dạ em thì vẫn đang đi học, còn việc làm thêm thì em làm livestream. Một ngày của em trong cái mùa dịch này là như thế nào? Em kể sơ lược cho chị Từ nghe với. Dạ thì em cũng chỉ ở nhà rồi livestream rồi tập thể dục thôi chị ạ. À, có livestream, có tập thể dục. Đúng rồi quý vị, tập thể dục rất là tốt cho sức khỏe, để mình nâng cao cái sức đề kháng cho bản thân mình để có thể vượt qua dịch bệnh quý vị nha. Thì hiện tại là em đang sống ở đâu? Hình như là cũng ở ngoài Hà Nội luôn phải không? Dạ không ạ, em là đang học và sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể cái trường mình đang học là trường gì á em? Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Quê mình là cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả Kiên? Ở Quảng Ninh ạ. Em thì Quảng Ninh. Vào Sài Gòn một mình. Chúng ta đã có được một cặp đôi ở vị trí màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chàng trai ở ô cửa màu đỏ. Em tên là Hà. Nhà em ở tận Hà Thành không xa. Công việc không gì là lạ, phụ bếp khách sạn và tư vấn viên. Tài lẻ thì có cách liền, chỉ có một ít thì điền vào luôn. Thứ nhất thích giải mã nguồn, thứ hai là buồn
và ngồi hát ca. Thứ ba lại thích chơi xa. Thứ tư thì thích nấu ba bữa liền. Thứ năm thì nghiền tập võ. Lớn giờ thì nghiền tập gym. Thứ sáu thích chìm trong tim một tình yêu đẹp không kìm được ngay. Mong ngóng chương trình đến mau, tìm hộ cô gái làm nhau cười hoài. Đây là phòng bếp. Nhưng mà Giang biết nhỉ, nghiêm ngà lại có đây đủ các thứ. Đây là chiếc xe tập hàng ngày của em. Cả máy tập tạ tập gym. Ngày nào cũng phải cố gắng tập trong 2 tiếng. Không gian phòng em không có gì cầu kỳ, chỉ có chiếc giường, bàn và phòng tập. Dạ vâng, xin hết. Xin hết. Chào em trai. Hồi nãy em giới thiệu mình là tên gì? Chị nghe chưa có rõ. Tên Hà đúng không? Em tên là... Trong cái đoạn giới thiệu của em đó, có một số 2, chị nghe cái gì mà có giải mã nguồn là giải mã nguồn gì? Là em hay xem phim hình sự của Hồng Kông ấy. Em thích đi giải mã để tìm ra kẻ trộm trước khi mà có phim ấy. Trời đất ơi, tôi tưởng ổng làm gì về điện, về đồ. Nhưng mà giỏi nha. Trong mùa dịch này mà một ngày mà 2 tiếng đồng hồ tập thể dục ở trong nhà luôn là quá ok. Mình có khuyết điểm gì không nè? Khuyết điểm của em thì là không ngồi một chỗ yên. Được. Em cũng hơi lợi sợ một tí. Rồi mùa dịch này thì sao? Công việc của em như thế nào? Trong mùa dịch này của em thì em chỉ làm ở khách sạn thôi. Em nấu nướng thôi. Bất động sản của em thì không ra ngoài đường được. Không ra là cũng tạm ngừng. Mà em làm ở khách sạn là em làm khâu nào? Em làm phụ bếp. Rồi sau này về nhà có sẵn sàng hỗ trợ vợ trong chuyện bếp núc không? Có nấu những món ăn ngon cho vợ con mình ăn không? Em nghĩ là sau này em làm chính hay về bếp phụ. Trong khách sạn thì mình làm bếp phụ ha. Còn về nhà mình là mình làm bếp chính ha. Ủa vậy rồi vợ mình làm gì? Cô ấy sẽ làm chỗ khác, ăn con hoặc là rửa bát hoặc là có khi chỉ chơi thôi. Nhớ nha, cái này em nói nha Hà. Vợ mình là chỉ chơi thôi, là em nói nha, chị Tường làm chứng nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 29 tuổi. Hà là đang sống ở Hà Nội luôn và mình là người gốc Hà Nội luôn hay sao? Em là người gốc Hà Nội, em cũng có quê ở Hà Tây. Mình đang ở trong nhà là nhà ở với ai vậy? Em ở nhà với mẹ em, nhà riêng mẹ của em luôn. Ủa vậy thì ba đâu? Bố em thì mất rồi. Có 2 mẹ con thôi hả? Em chỉ cần cô dâu là em người thứ ba luôn. À, giờ cần cô dâu thôi đúng không? Em có anh chị em gì không á? Em chỉ có một mình em. Để xem hôm nay coi là các cô gái của chúng tôi có sẵn sàng làm dâu hay không nhé. Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Và bây giờ cuối cùng là bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Xin chào tất cả mọi người. Em xin được tự giới thiệu, em là Anh Thơ. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em người Hà Tĩnh nhá. Và sau đây thì xin được gửi đến mọi người một vài câu hát. Theo em về Hà Tĩnh đi anh, tuy có xa chứ anh sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầm mềm sóng vỗ, giang tay trao cửa sổ reo vui. Đi bên nhau ra xuân thành xuân hài xuân sao. Trời ơi, mấy chàng trai tôi có nghe giọng hát không? Hát hay quá. Hát hay quá, ngọt liệm luôn. Là em đang sống một mình ạ. Em hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Thơ giới thiệu một xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè Thơ nè. Điểm mạnh của em thì em là một cô gái quyết tính, hòa đồng, có thể hát và rất là thích nấu ăn ạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hay ngủ nướng, với cả là hơi khó tính một chút. Khó tính là như thế nào? Thực ra thì cũng thi thoảng thôi ạ, trong một vài vấn đề gì đấy ạ. Trong mùa dịch này thì công việc của em như thế nào? Thực ra thì công việc của em thì đi diễn thì bị gián đoạn tầm 2 tháng nay rồi. Công việc chính của em là livestream trên những app. Cả ngày của em thì ở nhà nấu ăn, tập thể dục và livestream ạ. Nó nghe nè hai chàng trai, mình cố gắng nha, mình lắng nghe để mà mình phân tích. Với lại là mình phải coi chừng lộn giữa hai cô gái, nó có rất là nhiều điểm giống nhau. Hôm nay làm như trùng hợp nha. Tự nhiên chương trình chọn cho chúng ta hai cô gái đều là đang học và đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đều là âm nhạc. Một cô thì ở thành phố Hồ Chí Minh, một cô thì ở Hà Nội. Cho nên hai chàng trai của chúng tôi, anh Mạnh và anh Hà, hãy cố gắng nha. Phải cố gắng thể hiện bản thân chứ, hai cô gái của tôi hôm nay rất là tuyệt vời. Nói vậy cho mấy anh tò mò chơi, mấy anh chưa thấy gì hết trơn á. Bây giờ chị sẽ ưu tiên hỏi cặp đôi màu đỏ trước nha. Hà đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Những cái mối tình đấy thì phần lớn là em yêu nhiều hơn là bạn yêu. Cụ thể nó như thế nào? Cái mối tình đầu của em nó kéo dài được bao lâu? Rồi lý do tại sao mình lại chia tay? Cái mối tình đầu của em là hồi lớp 6, kéo dài khoảng 2 năm. Đến khi mà em chuyển lớp thì bạn ấy bắt đầu yêu một bạn. Tuổi học trò ngây ngô. Em đứt nghĩ ha. Bao giờ em không có chuyển qua lớp khác thì chị nghĩ cũng chia tay, chứ làm sao mà từ lớp 6 mà tới luôn giờ được. Mối tình
thứ hai? À, mối tình thứ hai của em thì mới đây thôi. Cũng yêu một cô gái trên upline đấy. Nhưng mà có vẻ là tò mò. Đâm ra là em cũng bỏ sớm. Bỏ là sao? Bạn ấy bảo em hơi nhiều tiền. Đâm ra là em nhắn tin chia tay thì bạn ấy lật mặt luôn. Bảo em hơi nhiều tiền. Vậy là em cũng có để cho người ta bào phải không? Bào một hồi rồi mới biết mình đang bị bào rồi mới ngưng đúng không? Vâng, em cũng tỉnh, may mà tỉnh sớm. Cái nghề cô ấy là làm hát hò á. Thì em kiểu như là bị thu hút bởi cái giọng hát của cô ấy. Chết rồi. Bữa nay hai cô gái của tôi cũng đều hát hay nha. Nhưng mà đừng có mà đạp vỏ dưa mà thấy vỏ dừa cũng sợ nha. Mỗi người mỗi khác nhau nha. Vâng. Rồi mối tình thứ ba thì sao nè? Mối tình thứ ba của em thì là cũng mới gần đây. Em cũng dẫn đi ăn đi uống. Nhưng mà chắc là em hơi vội vã quá. Đâm ra là bạn ấy không thích nữa. Bạn ấy sợ nên là bạn ấy nhắn tin chia tay luôn. Ủa em làm gì cổ mà cổ sợ? Em hơi vội vàng. Yêu thì yêu nên từ từ thôi. Mình hơi đâm sầm vào người ta quá. Mình cũng phải rút kinh nghiệm ha. Dục tốc là bất đạt. Và em muốn lập gia đình chưa? Bây giờ nếu mà một cái mối tình nữa thì em mong muốn là tìm hiểu bao lâu thì mình sẽ lập gia đình? Hợp tình hợp lý thì tìm hiểu tầm khoảng 2 năm là cưới luôn được. Ok. Có làm dâu không hay là hai vợ chồng ở riêng? Sẽ làm dâu khoảng một thời gian, sau đó nếu mà mẹ em thích về quê thì em có thể đưa mẹ em về quê sống được. Mong muốn em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em thì chỉ cần một cô gái cao hơn em một chút cũng được, hoặc không thì nhỏ nhỏ một tí bằng chiều cao của em, dịu dàng. Em cao là em cao 68, mét 68. Ở em muốn bạn gái cao cỡ nhiêu? Mét 70. Cái gì vậy? Mình mét 68 mà muốn bạn gái cao mét 70. Rồi người ta đi, người ta mang đôi giày lên 5 phân thành mét 75. Mà con gái nó còn cao lém nữa, trong khi em mét 68 mà em lùn hơn ta là sao? Em thích cái kiểu đấy. Gu này lạ nha. Gu này lạ nha quý vị. Bây giờ chị sẽ hỏi luôn anh Thơ đang ở vị trí màu đỏ luôn. Thơ ơi, không biết là nghe cái tiêu chí chọn vợ của anh Hà thì em có suy nghĩ gì không? Em cũng có suy nghĩ một chút ạ. Anh cũng khá thẳng tính. Chia sẻ cũng rất là kỹ. Em cảm giác là anh đang hơi nghĩ cho bản thân đó. Em cũng giống anh thì em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất của em lúc em học lớp 8, mối tình này dừng lại chỉ đơn giản là vì em lúc đấy em hơi chảnh mảng học hành một tí. Bạn nam thì bạn quyết định là sẽ chuyển ra một trường khác học để em có thể chuyên tâm hơn, thì lúc đấy thì hai người chia tay nhau. Mối tình thứ hai của em thì cũng là lúc mà em vừa ra ngoài đại học. Mối tình đấy kéo dài hơn 2 năm ạ. Chắc là do em yêu quá nhiều nên người ta nghĩ là em luôn ở đấy, dẫn đến cái kiểu là không trân trọng em. Còn mối tình thứ ba thì chắc cách đây khoảng nửa năm ạ, cũng được khoảng 2 tháng thôi, thì em cảm thấy là không hợp rồi, chia tay trong im lặng ạ. Em mong muốn một người yêu thương mình, dành tình cảm chân thật cho mình, bao dung hiểu cho nhau. Bởi vì ngành nghề của em thì em làm theo nghệ thuật, công việc của em thì có thể là đi diễn rồi đi sớm về khuya ấy ạ. Cũng mong muốn một người thông cảm và thấu hiểu cho em và yêu thương em, yêu thương gia đình em. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao hơn em. Em thì cũng bé nhỏ thôi. Em cao 1m52 thôi ạ. Nhưng mà em không thích người nói nhiều. Có điều gì mà em ghét nhất ở người đàn ông nữa ngoài cái chuyện nói nhiều ra? Có lẽ là một người quá gia trưởng ạ. Rồi, cảm ơn em. Đó là những chia sẻ của anh Thơ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với các bạn đang ở ô cửa màu xanh. Tình trường của Kiên như thế nào nè? Em cũng trải qua 3 mối tình. Cũng là một trời ơi, sao bữa nay ai qua mối tình hết trơn vậy? Cũng là do em lên Sài Gòn rồi cũng nhiều chuyện rồi không thể quen nhau được tiếp. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm, hai đứa cùng hoạt động nghệ thuật đó thì cũng đi hát, cũng có nhiều vấn đề xảy ra rồi người ta kiểu cắm sừng mình để theo một người khác. Lúc đó là ở Thành phố Hồ Chí Minh hả em? Dạ vâng, tụi em cũng không có công khai á, nên là khi mà người ta làm như vậy với mình cũng không biết sao, mình cũng không có cái quyền gì để nói. Nhưng mà tại sao yêu nhau mà không công khai? Tại vì người ta học thanh nhạc ấy, chị cũng cần phải đi show, nên là nếu mà công khai thì cũng khó cho người ta làm việc đó. Thật ra là tại chưa yêu nhau đủ thôi, chứ còn người ta yêu là người ta muốn tung tăng với người bạn gái của mình, với người yêu của mình, chứ công việc là công việc mà yêu nhau là yêu nhau. Cái đó là tại chưa yêu nhau đủ nên mới như vậy đó. Mối tình thứ ba?
Dạ, mối tình thứ ba là em cũng quen bạn trai qua app làm việc của em, cũng quen được mấy tháng thì em mới phát hiện ra là người ta tặng quà cho một người con gái khác ở trên app quá là nhiều luôn, số tiền rất là nhiều. Em cãi nhau với người ta thì người ta không chịu nhận lỗi. sao giống cái câu chuyện của cái anh chàng Thanh Quốc Hà quá vậy? Em cũng như vậy, cũng bị mất tiền, Dạ vâng, nhưng mà đấy là người ta tự nguyện, tại vì người ta bảo đấy là niềm vui của người ta. Bỏ qua mấy chuyện cũ đi, và em muốn một mẫu người bạn trai, cái người chồng tương lai mình là như thế nào? Dạ, mong thì lý tưởng của em thì không cần quá là xuất sắc, nhưng mà đừng có gầy quá. Em cảm giác và là béo quá mới sợ, giống như kiểu đi không bảo vệ được mình á. Cao trên 1m70 là được, tại vì em cũng tầm 1m, gần 1m6 á. Mập nó mới khó xuống, chứ còn nếu ốm ốm á, mình cho bồi dưỡng, mình tẩm bổ vô, có bạn gái, có cái hơi, mình lo cho người ta ăn uống đồ vô, cái nhắc nhở người ta ăn nhiều đồ vô là ta mập à. Điều chỉnh gì nữa Kiên? Những cách thì không nên nói dối, nếu mà đã hứa với em thì hãy làm, chứ đừng có kiểu là hứa nhiều là nhiều nhưng mà không làm được gì. Cảm ơn em nha. Bây giờ còn một bạn cuối cùng thôi, đó là bạn Sĩ Mạnh ở ô cửa màu xanh. Mời bạn Nam, mời bạn Sĩ Mạnh. Dạ vâng ạ, thì em thì đã trải qua 3 rồi ạ. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu vào năm cuối năm lớp 10 và kéo dài cho tới cuối năm lớp 12 thì bọn em dừng lại. Dừng lại của bọn em thì chắc là do tình yêu tuổi học trò ấy ạ. Đúng. Và cái mối tình thứ hai của em thì sau khi em học xong cấp 3 ấy, được 6 tháng thì em sang bên Nhật ấy. Chắc là do cái thời gian nó chênh lệch thì bọn em ít nói chuyện hơn. Thì công việc của bên em thì bọn em phải vừa học vừa làm. Còn bạn đấy ở nhà thì bạn ấy cũng đi học ấy, thì có nhiều thời gian rảnh hơn em. Cũng kéo dài được khoảng 1 năm rưỡi. Mối tình cuối cùng của em thì cũng là cái mối tình dài nhất, kéo dài khoảng độ 2 năm. Thì em quen bạn đấy ở bên Nhật, bọn em bên nhau được khoảng 1 năm ấy, thì em hết thời hạn visa ở bên Nhật ấy, thì em có về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam thì bọn em vẫn quen nhau và trò chuyện trao đổi với nhau được khoảng gần 1 năm nữa, nhưng mà cũng có nhiều cái cuộc cãi vã xảy ra ấy, thì bọn em quyết định là dừng lại. Bạn đó hiện tại vẫn còn sống bên Nhật hả em? Đúng rồi ạ, hiện tại thì bạn vẫn đang sống bên Nhật ạ. Hôm nay rất là trùng hợp ha, vì tất cả 4 bạn của chúng ta người nào cũng có 3 mối tình hết trơn. Biết sao nay nó trùng hợp nhiều cái quá luôn à. Mạnh mong muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Mẫu bạn gái lý tưởng của em thì chắc là hiền lành ạ, biết quan tâm, chia sẻ và không có tính trẻ con quá. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không nè? Em cũng không quan trọng ngoại hình ạ, cao trên 1m50 là được rồi ạ. Ok, thế thì bây giờ như vậy, chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai, mở cửa trái tim để chúng ta sẽ nhìn thấy mặt nhau, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Xin mời quý vị đến với vòng 2, mở cửa trái tim. Bốn bạn đã nhìn thấy nhau chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ thì tôi muốn hỏi một chút xíu cảm xúc của các bạn ngày hôm nay nha. Hà trước nè, Hà ở là bạn trai ở vị trí ô cửa màu đỏ nha. Cảm nhận của em như thế nào khi thấy cái cô bạn gái mà chương trình tạm thời ghép đôi với bạn đó là bạn Anh Thơ? Em thấy giọng nói của bạn rất là hay, giọng nói tan chảy. Em thấy bạn gì nữa? Mặt tây. Thế còn Thơ thì sao? Cảm nhận đầu tiên của Thơ như thế nào khi nhìn thấy các bạn? Em rất là vui và cảm thấy rất là duyên chào mọi người ở đây ạ. À, anh Hà thì cũng có vẻ là trầm tính nha. Với cả là bạn nữ cũng rất là xinh đẹp, anh Mạnh cũng rất là đẹp trai ạ. Kìa Mạnh ơi, Mạnh ơi, có người khen em đẹp trai kìa. Mạnh phát biểu đi, cảm nhận cảm xúc của em lúc này như thế nào? Cảm xúc của em khi nhìn thấy hai bạn nữ thì em cảm giác hai bạn nữ khá là xinh ạ, cute ạ. Ngoài sức mong đợi của em. Kiên, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng cảm thấy rất là vui ạ. Và thấy hai anh nói chuyện cũng vui tính và cũng rất là đẹp trai. Bây giờ chương trình sẽ đưa ra những cái chủ đề và chúng ta sẽ cùng nhau, cả 4 bạn luôn, tất cả mình sẽ cùng nhau mình thảo luận, mình đưa ra quan điểm của mình về cái chủ đề đó, được không ạ? Và chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là khi giận nhau, các bạn sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? Khi giận nhau thì em sẽ giải quyết, tức là em sẽ là người xin lỗi. Em là người xin lỗi. Xin lỗi bằng cách nào? Em hay pha trò để cho mọi người cười. Có nghĩa là bạn ấy sẽ tự chủ động là người xin lỗi trước, và đôi lúc là cũng sẽ làm pha trò để cho cái người ấy đừng có giận nữa. Thì đó cũng là một cái cách. Không biết là anh Thơ, em có chịu cái cách này không? Em thì chắc là khác hơn một chút ạ. Đối với em thì lúc mà giận nhau ấy ạ, thứ nhất là mình nên im lặng lúc mà cãi vã. Thứ hai là sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau sau khi đã nguôi ngoai cơn giận rồi. Còn thứ ba thì em nghĩ là
phải nhận ra lỗi sai nếu như mình có sai và xin lỗi, nói lời xin lỗi. Còn nếu như mình không sai thì hoặc là có thể chấp nhận được thì mình bỏ qua và không nói gì nữa, không nhắc gì nữa. Còn nếu không thể chấp nhận được thì mình sẽ giải quyết một cách im lặng, có nghĩa là dễ chịu nhất có thể. À thế sao hả? Nếu bạn gái của mình giận mà im im thì em có biết là bạn ấy đang giận mình không? Im lặng quá thì em cũng hơi lo sợ. Thường im lặng là đàn ông người ta lo sợ lắm. Đàn ông cũng khó chịu lắm nha tụi em. Đàn ông á nha, mà phụ nữ mình nói nhiều á thì la, trời ơi nói nhiều nhức đầu quá. Nhưng mà tới hồi phụ nữ mình im lặng á thì mấy ảnh là nói có gì em nói đi chứ im lặng người ta sợ quá ai biết. Tức là im lặng lúc mà có nghĩa là mình không thể bỏ qua cái chuyện đấy được ấy ạ. Thì mình chia tay trong im lặng được. Còn trước đấy thì mình sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề ấy ạ. Còn Kim thì sao em gái? Nếu mà giận thì em muốn nói chuyện với nhau nghiêm túc, đừng có im lặng. Tại vì im lặng mình cũng không biết được là hai người đang nghĩ gì và muốn cái gì. Nên là mình cứ nói ra hết cái quan điểm của mình. Nếu mà mình cảm giác là người ta đúng thì mình sẽ xin lỗi người ta, còn nếu mà người ta sai thì người ta xin lỗi mình. Kim có vẻ rất là lý tưởng về tình yêu ha. Anh có lỗi thì anh xin lỗi, em có lỗi thì em xin lỗi, xong giải quyết em xui. Nhưng thật ra em biết không, nhiều lúc á nó đang giận, nó đang nhiều cái cảm xúc khó tả lắm, mình không có làm được mà nó bài bản lớp lang giống như là em nghĩ vậy đâu. Sao Mạnh, mình thì sao? Theo quan điểm của em thì em cũng đồng quan điểm một chút một số với bạn Thơ. Khi mà xảy ra cuộc cãi vã đối với hai người ấy thì ắt hẳn là sẽ có một cái lý do nhất định. Trước tiên ấy thì mình im lặng. Im lặng ở đây thì không phải là im lặng mãi, im lặng dài, vì mình sẽ im lặng khoảng thời gian rất là ngắn thì mình suy nghĩ xem là mình là người sai hay là bạn gái kia là người sai. Thì nếu mà mình sai thì mình sẽ xin lỗi ngay lập tức. Còn nếu mà mình biết bạn ấy sai thì mình vẫn xin lỗi bạn đấy để cho cái cơn nóng giận của bạn ấy nó qua đi. Thì sau khi mà cơn nóng giận của hai người nó qua đi ấy, thì mình sẽ giải thích cho bạn đó là bạn sai ở cái này, thì mình sẽ làm lành với bạn đấy. Thí dụ như bây giờ em thấy là em không có sai, nhưng mà bạn nữ cũng thấy mình không có sai luôn, vậy rồi cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu? Cái lúc mà giận nhau ấy thì lúc đó thì mình không có suy nghĩ sâu, thì mình chỉ biết là nghĩ cho bản thân mình thôi. Thì mình sẽ đợi cái chuyện này nó lắng xuống, mình sẽ hẹn chủ động hẹn bạn gái đi một quán cà phê này, hay là mình đi chơi này. Cái lúc đó bạn gái vui ấy, thì mình sẽ bày tỏ ra cái quan điểm của mình, cố gắng giải thích cho bạn ấy hiểu. Không phải là mình bắt lỗi bạn ấy là người sai, mặc dù là mình không sai nhưng mà mình vẫn cứ xin lỗi bạn gái trước đã, rồi thì mình sẽ giải thích cho bạn gái hiểu. Vì nếu mà mình không hiểu cho nhau ấy thì tất nhiên là sẽ không hợp nhau, và về sau thì cũng không đến được với nhau. Lúc đó giận thì mình không có gì, nhưng mà sau đó em sẽ chủ động là bằng cách là trực tiếp gặp bạn gái luôn, hẹn gặp nhau ăn uống đi chơi gì đó rồi mình mới vui vẻ mình mới nói là mình cũng không biết là mình đúng hay sai. Kể cả mình có đúng đi nữa thì mình vẫn cứ nhận sai đã, trước mắt thì mình nhận sai đã. Vậy còn ví dụ như hai bạn nữ nè, Kiên đi, giả tỷ em đang giận bạn trai em, bây giờ bạn trai em hẹn em ra gặp để cho nó vui, rồi từ từ người ta mới xin lỗi, thì em có nhận lời hẹn hò đó không? Hay là lúc đó cái nư rồi giận lẫy rồi không đi? Dạ, nếu mà là em thì chắc em sẽ gặp, tại vì theo cái quan điểm của em là hai người cần giải quyết rõ ràng với vấn đề đó. Em thì cũng không phải là kiểu người cố chấp á. Nếu mà em sai thì em cũng sẽ nhận cái lỗi sai đó của mình, chứ không phải chỉ có trách bạn trai thôi. Cho chị hỏi thêm một chút xíu về đầu câu cái chương trình là chị có nói tới cái chủ đề là mình sẽ làm dâu, thì không biết là hai bạn nữ mình á có ngại cái chuyện làm dâu hay không, rồi có ngại phải yêu xa hay không. Thơ, em chia sẻ cho chị Tường nghe về quan điểm của em về chuyện này trước đi. Quan điểm làm dâu của em thì cũng bình thường thôi ạ. Mình đối xử tốt với chồng của mình, với những người thân trong gia đình chồng, đặc biệt là mình cũng phải biết lễ phép phép tắc, bởi vì là mình mong muốn chồng mình yêu thương gia đình mình thì mình cũng phải yêu thương gia đình chồng mình, đúng không ạ? Yêu thương như yêu thương gia đình mình vậy. Còn nếu mà yêu xa chắc là em hơi ngại một chút ạ. Kiên thì sao, em quan điểm như thế nào về việc làm dâu, rồi em có ngại yêu xa hay không? Dạ, vấn đề làm dâu thì em nghĩ là nếu mà phải ở với gia đình chồng thì mình cũng cần lễ phép ngoan ngoãn, yêu thương gia đình chồng như gia đình mình là được. Về vấn đề yêu xa thì em cũng không có ngại việc yêu xa, quan trọng là cái lòng của mình có đặt ở nhau hay không thôi, chứ còn xa hay gần thì nó không quan trọng. Mạnh thấy sao Mạnh? Em thì em không ngại việc yêu xa, nếu mà hợp nhau ấy thì xa gần thì nó cũng không có quan trọng. Còn về quan điểm của em đối với bạn gái thì em không đòi hỏi quá nhiều, em tôn trọng cái công việc hay là quyết định của bạn đấy.
Ngược lại thì bạn ấy cũng phải tôn trọng cái quyết định của em. Hơ là đang ngồi ở ô màu đỏ ha. Thế bây giờ Hà, em có muốn hỏi nói chuyện gì trực tiếp với Thơ không? Em hỏi một vài câu đi, chứ chúng ta sắp đến cái giây phút là mình sẽ lựa chọn nhau rồi đó. Em muốn hỏi là tương lai bạn có thể bỏ cái công việc đấy, tại vì tương lai em muốn mở một cái nhà hàng. Mở nhà hàng là ảnh hưởng đến nghệ thuật ấy, thì bạn có thể tạm gác lại cái công việc nghệ thuật. Sáng sớm thì nấu nướng, còn đến tối thì vẫn có thể đi hát. Ban ngày nấu nướng, biết tối còn sức hát không ạ? Chồng mình kinh doanh nhà hàng thì em có sẵn sàng hỗ trợ cho cái kinh doanh của chồng không? Em hơi thao một chút ạ. Em nghĩ là em thì cũng kinh doanh. Và em nếu như chồng em mà có hướng kinh doanh thì em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Tuy nhiên là em cùng với đấy thì em cũng muốn là chồng mình sẽ thấu hiểu mình cho cái công việc của mình. Em làm nghệ thuật là đam mê, cho nên là em muốn là anh ấy đồng cảm và chấp nhận cái đam mê. Một nửa nấu ăn, một nửa kiểu như là cuối tuần sẽ đi hát, còn đầu tuần mình sẽ làm nhà hàng. Cuối tuần vẫn đi hát, đầu tuần làm nhà hàng, được không? Quá ngon lành rồi còn gì nữa. Cái công việc của em thì nhiều khi là nếu như là mình từ chối quá nhiều ấy thì người ta cũng sẽ không gọi mình nữa. Em vẫn hy vọng là một người có thể hiểu em, mặc dù là em cũng có thể là em vẫn sẽ tan xen cố gắng làm sao để dành thời gian cho cả gia đình này, rồi cho cả công việc ở nhà hàng và xen lẫn cả đam mê của em. Ok. Hôm nay chị thấy là mạng của hai bạn nữ rất là tốt nè, mà hai bạn ấy đều là những người hát rất là hay. Chị sẽ hát tặng một đoạn dành cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đi, chị mời em. Em cũng sẽ gửi đến mọi người một ca khúc, chính là ca khúc Tàu Anh Qua Núi ạ. Đi sông theo bánh con tàu quay, qua đèo hải phân mây bay đình. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bên con tàu đi, là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới. Lời yêu nhau ơi sao em không lời, lời yêu nhau mấy nơi em không chờ. Em cảm ơn ạ. Wow, giọng cao vút luôn. Sao Mạnh, nghe sao Mạnh ơi? Dù em không hát không có hay hết, nhưng mà em rất là thích những người hát hay ấy. Bây giờ thì Tường mời bạn Thơ sẽ gửi tặng chương trình một bài hát. Xin mời em. Em là cô gái Hà Tĩnh, nên là em xin gửi đến chị cũng như là người ca khúc Theo Em Về Hà Tĩnh. Xanh mây trời dòng nước sông la, trong gió xa tiếng chuông hương tinh, lao sao vi vu đổi thống gió hạt, trên du thuyền trai tiếng nến tha, chưa biết cũ đã là chưa về Hà Tĩnh. Trầm mặc sơn kim lần mây vần xuôi, kia tha vô môn cao sân bay, chiều nghiêng soi gương hồ kề gò, đêm Hà Tĩnh thành phố lung linh, câu hát ca trù cả tuổi thơ đi mô rồi cùng nhau. Rừng hồng bao la bình minh vùng ấm, cây trên đá hoa trên lá đều nam, hoành sân qua tinh thang cầu trời, người Hà Tĩnh chất phác thông minh. Còn nghĩa ven tình, đến Hà Tĩnh như đi xa về nhau. Quá tuyệt vời luôn. Sao rồi anh Hà? Anh Hà cảm nhận như thế nào? Em nghĩ em lại bị hút bởi giọng hát rồi. Em không biết em phải suy nghĩ thế nào để chọn. Em thì là một con người thì khá là yêu âm nhạc. Hai bạn đều có cái khả năng hát khá là hay, thì em khá là thích hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3, đó chính là vòng khoảnh khắc quyết định. Bốn
bạn đã chuẩn bị những cái biểu tượng, đó là trái tim màu xanh nè, trái tim màu đỏ nè, và biểu tượng mặt cười chưa? Chọn đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Còn nếu mình không chọn ai hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Khoảnh khắc quyết định bắt đầu. Mời tất cả bốn bạn nhắm mắt lại. Nếu như chồng em mà có hướng kinh doanh thì em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Tuy nhiên là em cùng với đấy thì em cũng muốn là chồng mình sẽ thấu hiểu mình cho cái công việc của mình. Mặc dù là mình không sai nhưng mà mình vẫn cứ xin lỗi bạn gái trước đã, rồi thì mình sẽ giải thích cho bạn gái hiểu. Vì nếu mà mình không hiểu cho nhau ấy thì tất nhiên là sẽ không hợp nhau, và về sau thì cũng không đến được với nhau. Vấn đề yêu xa thì em cũng không có ngại việc yêu xa, quan trọng là cái lòng của mình có đặt ở nhau hay không thôi, chứ còn xa hay gần thì nó không quan trọng. Đã làm dâu khoảng một thời gian, sau đó nếu mà mẹ em thích về quê thì em có thể đưa mẹ em về quê sống được. 5, 4, 3, 2 và 1. Xin mời bốn bạn cùng đưa biểu tượng của mình lên. Mở mắt ra đi các bạn. Ủa, cho chị hỏi cái biểu tượng của thơ là cái gì vậy? Em đưa sát vô coi. Nguyên. Màu xanh đó chị, em chuẩn bị ở nhà ấy. Thế là không có bút màu xanh, thế là em phải dùng bằng bút nhớ. Thế là nó sẽ ra một trái tim màu vàng. Đưa lên cho chị xem. Màu xanh laminar hả? À, chúng ta thấy rằng là hai cô gái của chúng tôi đều đưa cái ô trái tim màu xanh bằng mạnh. Ở ô cửa màu xanh thì cũng đã đưa lên trái tim màu xanh. Có nghĩa là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn được có một cặp đôi thôi, đó là hai bạn ở hai ô cửa màu xanh. Xin chúc mừng cho bạn Mạnh và bạn Kiên nhé. À, Hà ơi, hơi tiếc một chút xíu. Cảm xúc hiện tại của em là như thế nào? Hãy suy nghĩ như thế nào? Hơi tiếc và chắc là tương lai sẽ không được nghe bạn hát nữa. Phải lên TikTok để nghe lại. Còn Thơ thì sao Thơ? Em cảm thấy vui khi được gặp mọi người ở đây và được trò chuyện cùng chị và mọi người nhiều hơn. Thì tôi cũng chúc cho hai bạn là Quốc Hà và anh Thơ cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã đến với chương trình. Mạnh ơi, cảm xúc hiện tại của Mạnh như thế nào? Em có thấy bất ngờ khi hôm nay hai bạn nữ đều chọn em không? Cảm thấy là khá là bất ngờ. Tôi hy vọng bạn Kiên sẽ chọn mình thôi, chứ không ngờ là bạn Thơ còn chọn mình nữa. Kiên ơi, bây giờ em cảm thấy như thế nào mà Kiên? Dạ, em cảm thấy cũng rất là vui ạ. Tại vì em cũng không nghĩ là bạn Nam sẽ chọn mình ạ. Mạnh, mình sẽ có một cái lời hứa hẹn gì đó với Kiên, vì bây giờ chính thức mình là một cặp đôi rồi. À, hiện tại thì tình dịch ở trong Nam em được biết là khá là căng thẳng ạ. Gặp nhau thì nó sẽ rất là khó khăn. Thì nếu mà trong cái tình thời gian sắp tới ấy, mà tình dịch nó thuyên giảm ấy, thì em sẽ cố gắng vào và gặp bạn kia. Trong thời gian này thì bọn em cố gắng trao đổi với nhau, tìm những cái quan điểm hay là lối sống nó tương đồng nhau. Nếu mà phù hợp thì sau khoảng 1-2 năm nữa thì em có thể là tiến đến hôn nhân. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chị Tường xin thay mặt cho chương trình chúc cho hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau thật là thú vị nhé. Các Tường sẽ thay mặt cho chương trình gửi đến cho các bạn một phần quà rất là đặc biệt. Dù cho là hai bạn từ ở hai nơi khác nhau nè, có hai câu chuyện khác nhau, nhưng bây giờ đã đồng ý về một hướng rồi, cùng chung với nhau rồi, thì đó chính là một cái sự khởi đầu cho một tương lai hạnh phúc, cũng như là một giặt join 2 trong 1, là một cái sự ghép đôi của hai sản phẩm bột giặt và nước xả vải thành một, giúp cho cuộc sống chúng ta được thay đổi một cách tốt hơn. Và để chúc mừng sự thành công của hai bạn trong ngày hôm nay nhé, nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, hân hạnh tài trợ cho mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy. Và đặc biệt nha, nếu khi nào mà hai bạn mà tiến tới hôn nhân đó, thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2+1, đó là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha. Và ngay cả cặp đôi mà không bấm nút hẹn hò với nhau trong chương trình thì mỗi bạn cũng sẽ nhận được mỗi người là 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí luôn. Và bây giờ thì các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCB Media. Và mọi người ơi, hãy tải ngay ứng dụng Netlo để được đón xem chương trình sớm và đầy đủ nhất nha. Một lần nữa các Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.